Sách thứ nhì các vua Chương 1 Sau khi Ahab băng hà, dân Moab phản nghịch cùng Israel. Achasia té ngang qua sông lầu mình tại Samari và vì cớ ấy mang bệnh. Người bèn sai sứ giả đi mà dặn rằng Hãy đi cầu vấn ba anh xe buộc thần của Erron đặng cho biết ta sẽ lành bệnh này chăng? Nhưng thiên sứ của Đức Giê-hô-va phán với Eli người thi xe be rằng, Hãy chỗ dậy, đi lên đón các sứ giả của vua Samari và nói với họ rằng, trong Israel há không có Đức Chúa Trời sao nên ngươi đi cầu vấn ba anh xe buộc thần của ác rôn Bởi cớ đó Đức Giê-hô-va phán như vậy. Ngươi sẽ không xuống khỏi giường mà ngươi đã lên nhưng hẳn sẽ chết. Đoạn Eli đi. Các sứ giả trở về cùng Achasia. Người hỏi rằng vì sao các ngươi trở về? Chúng thưa rằng, có một người đi lên đón chúng tôi và nói với chúng tôi rằng, hãy trở về cùng vua đã sai các ngươi và nói với người rằng, Đức Giê-hô-va đã phán như vậy. Trong Israel há không có Đức Chúa Trời sao, nên ngươi sai đi cầu vấn ba anh xê buộc thần của ác rôn Bởi cớ đó, ngươi sẽ không xuống khỏi giường mà ngươi đã lên, nhưng hẳn sẽ chết. Vua bèn hỏi họ rằng, người đi lên đón các ngươi và nói những lời ấy ra sao? Chúng thưa, người đó mặc áo lông và thắt lưng bằng dây da. Vua nói rằng, ấy là Eli, người thi xe bè. Vua bèn sai, một quan cai 50 lính, đi với 50 lính mình lên cùng Eli. Và Eli đang ngồi trên chót gò. Quan cai nói với người rằng, hỡi người của Đức Chúa Trời, vua đòi ông xuống. Nhưng Eli đáp cùng quan cai 50 lính rằng, Nếu ta là người của Đức Chúa Trời, nguyện lửa từ trên trời giáng xuống, thiêu đốt ngươi, luôn với 50 lính của ngươi đi. Lửa từ trên trời liền giáng xuống, thiêu đốt quan cai và 50 lính của người. Achasia lại sai đến Eli một quan cai 50 lính khác đi với 50 lính người quan này nói với Eli rằng, Hỡi người của Đức Chúa Trời, vua phán như vậy, hãy mau mau xuống. Nhưng Eli đáp với người rằng, nếu ta là người của Đức Chúa Trời, nguyện lửa từ trên trời giáng xuống thiêu đốt ngươi với năm mươi lính của ngươi đi. Lửa của Đức Chúa Trời liền từ trời giáng xuống thiêu đốt quan cai với năm mươi lính của người. Achasia lại sai một quan cai năm mươi lính đi với năm mươi lính mình quan cai này lên đến quỳ gối xuống trước mặt Eli cầu xin người rằng Hỡi người của Đức Chúa Trời, xin ông xem quý trọng mạng sống của tôi và mạng sống của 50 người này là kẻ tôi tớ ông. Kìa, lửa đã dán từ trời, thiêu nuốt hai quan cai 50 lính trước và 50 lính của họ. Nhưng bây giờ, xin xem mạng sống tôi là quý trọng trước mặt ông thiên sứ của Đức Giê-hô-va nói cùng Eli rằng, hãy đi xuống với người chớ sợ chi. Vậy Eli trỗi dậy đi xuống với quan cai đến cùng vua. Người nói với vua rằng, Đức Giê-hô-va phán như vậy, bởi vì ngươi có sai sứ giả đến cầu vấn ba anh Si-buộc, thần của É-rôn, há trong Israel chẳng có đức Chúa trời để cầu vấn sao? Nên ngươi sẽ không xuống khỏi giường ngươi đã trèo lên, vì ngươi chắc sẽ quả chết. Vậy, Achazia thác, theo như lời Đức Giê-hô-va đã kể Eli mà phán ra. Yoram kế vị cho người, nhằm năm thứ nhì của Yoram, con trai Jo-sa-phát vua Judah, bởi vì Achazia không có con trai. Các công việc khác của Achazia đã làm đều chép trong sách sử ký về các vua Israel. Chương 2 khi Đức Giê-hô-va muốn đem Eli lên trời trong một cơn gió lốc, Eli và Elise ở Ginh gan đi ra. Eli nói với Elise rằng: Ta xin ngươi hãy ở đây, vì Đức Giê-hô-va sai ta đi đến bê tên. Elise thưa với người rằng: Tôi chỉ Đức Giê-hô-va hằng sống và chỉ mạng sống thầy mà thề rằng tôi chẳng hề lìa khỏi thầy. Như vậy hai người đi xuống bê tên. Các môn đồ của những tiên tri ở tại bê tên đến nói với Elise rằng Anh có biết rằng ngày nay Đức Giê-hô-va sẽ cất thầy của anh lên khỏi anh chăng? Người đáp Phải, ta biết, các ngươi hãy làm thinh đi. Eli nói với Elise rằng Ta xin ngươi hãy ở đây vì Đức Giê-hô-va sai ta đi đến giê ri lại thưa rằng, Tôi chỉ Đức Giê-hô-va hàng sống và chỉ mạng sống thầy mà thề rằng, Tôi chẳng hề lìa khỏi thầy. Như vậy, hai người đi đến giê ri Các môn đồ của những tiên tri ở tại giê ri đến gần Elise nói với người rằng, Anh có biết rằng, ngày nay Đức Giê-hô-va sẽ cất thầy của anh lên khỏi anh chăng? Người đáp, phải, ta biết, các ngươi hãy làm thinh đi. Eli nói với người rằng, ta xin ngươi hãy ở đây, vì Đức Giê-hô-va sai ta đi đến giô đanh Elise thưa rằng, tôi chỉ Đức Giê-hô-va hằng sống và chỉ mạng sống thầy mà thề rằng, tôi chẳng hề lìa khỏi thầy. Như vậy, hai người cứ đi với nhau. Có 50 người trong các môn đồ của những tiên tri đi theo, đứng cách xa, đối ngang vô đanh. Còn Eli và Elise đứng lại tại mé sông. Eli bèn lấy áo tơi mình, cuốn lại, đập trên nước. Nước bèn rẽ ra hai bên, và hai người đều đi ngang qua trên đất khô. Khi đi qua rồi, Eli nói với Elise rằng, Hãy xin điều ngươi muốn ta làm cho ngươi trước khi ta được cất lên khỏi ngươi. Elise thưa rằng, Nguyền xin thần của thầy cảm động tôi được bội phần. Eli nói với người rằng, Ngươi cầu xin một sự khó. Xong, nếu ngươi thấy ta lúc ta được cất lên khỏi ngươi, ác sẽ được như lời. Bằng chẳng thì không được. Hai người cứ vừa đi vừa nói với nhau. Kìa, có một cái xe lửa và ngựa lửa phân rẽ hai người. Eli lên trời trong một cơn gió lốc. Elise nhìn thấy bèn la lên rằng, Cha tôi ơi, cha tôi ơi, là xe và lính kỵ của Israel. Đoạn, Elise không còn thấy người nữa. Rồi người nắm áo mình, xé ra làm hai mảnh. Elise bèn lấy cái áo tơi đã ở nơi mình Eli rơi xuống trở về, đứng tại trên mé Jordan. Người lấy cái áo tơi đã ở nơi mình Eli rơi xuống đập nước và nói rằng, Jehovah Đức Chúa Trời của Eli ở đâu? Khi người đã đập nước rồi, nước bèn rẽ ra hai bên và Elise đi ngang qua khi các môn đồ có những tiên tri ở Jericho đối ngang vô thấy Elise thì nói rằng Thần Eli đổ trên Elise. Họ đến đón người, sắp mình xuống đất trước mặt người và nói với người rằng Tại đây, giữa các tôi tớ thầy, có 50 người mạnh dạng. Hãy cho phép họ đi tìm chủ thầy. Có lẽ thần của Đức Giê-hô-va đem người đi, ném trên núi nào hay là trong trũng nào chăng? Elise đáp, chớ sai họ đi. Nhưng chúng nài ép người, đến đổi người xấu hổ bèn nói rằng, hãy sai họ đi đi. Chúng liền sai 50 người đi tìm Eli trong 3 ngày, mà tìm chẳng đặng. Chúng trở về. Elise vẫn ở tại Jericho. Người bèn nói với họ rằng, ta há chẳng bảo các ngươi chớ có đi sao? Dân cư của Jericho nói cùng Elise rằng, chỗ xây cất thành này tốt lắm y như chúa tôi thấy nhưng nước thì độc và đất thì chai người đáp hãy đem cho ta một cái bình mới và đựng muối ở trong chúng đem bình đến cho người người bèn đi đến nguồn nước đổ muối xuống nước mà nói rằng đức giê-hô-va phán như vậy ta đã chữa lành cho nước này tự nó sẽ chẳng còn gây ra sự chết hoặc sự nâng nữa vậy theo lời của Elise phán ra, nước được chữa lành còn đến ngày nay. Từ đó, Elise đi lên bê tên. Đang đi dọc đường, có những trẻ con trai ở thành ra nhạo bán người mà rằng, ớ lão trọc hãy lên, ớ lão trọc hãy lên. Người xây lại, ngó chúng nó và nhân danh Đức Giê-hô-va mà rủa xả chúng nó. Liền có hai con gấu cái ra khỏi rừng cấu xé 42 đứa trong bọn chúng nó. Từ đó, Elise đi đến núi Cạc Mên, đoạn từ nơi ấy, người trở về Samari. Chương 3 Yoram, con trai Ahab, lên ngôi làm vua Israel tại Samari, năm thứ 18 đời vua Josaphat, vua Juda và cai trị 12 năm. Người làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va, song không giống như cha và mẹ người, bởi vì người có trừ bỏ tượng thần ba anh mà cha người đã dựng lên. dầu vậy người cũng ham theo tội lỗi của Jeroboam con trai Nebat, tức là tội đã gây cho Israel can phạm, người chẳng hề chịu bỏ đi. Vả MeSa, vua dân Moab, nuôi nhiều bầy chiên, hàng năm người tiến cống cho vua Israel một trăm ngàn chiên con và trăm ngàn chiên đực chưa hớt lông. Nhưng xảy ra khi Ahab băng hà, vua Moab giấy nghịch cùng vua Israel. Bây giờ vua Joram đi ra khỏi Samari kiểm điểm cả Israel. Người sai báo với Josaphat vua Judah rằng, Dân Moab đã phản nghịch cùng tôi. Vua có muốn đến cùng tôi giao chiến với Moab chăng? Josaphat đáp rằng, Tôi sẽ đi, tôi như ông, dân sự tôi như dân sự ông, ngựa tôi như ngựa của ông. Người lại tiếp: Chúng ta sẽ đi lên đường nào? Joram đáp: Bởi con đường của đồng vắng Edom. Ấy vậy, vua Israel, vua Judah và vua Edom đồng kéo ra đi vòng bảy ngày đường, đoạn họ không có nước cho đạo binh và súc vật theo vua Israel bèn nói rằng, thang ôi, Đức Giê-hô-va đã gọi ba vua này đến đặng nộp vào tay Moab. Nhưng Jo-sa-phát hỏi, ở đây há chẳng có tiên tri nào của Đức Giê-hô-va để chúng ta nhờ người mà cầu vấn Đức Giê-hô-va chăng? Một đầy tớ của vua Israel thưa rằng, ở đây có Elisee con trai của Sa-phát, là kẻ đã hầu việc Elie. jo phát tiếp lời phán của Đức Giê-hô-va vốn ở nơi người. Vậy, vua Israel, Yosafat và vua Edom bèn đi đến người. Elise nói với vua Israel rằng, Vua và tôi có can hệ gì chăng? Khá đi cầu vấn các tiên tri của cha và mẹ vua. Vua Israel đáp rằng, chẳng vậy đâu. Vì Đức Giê-hô-va đã gọi ba vua này đến đặng nộp vào tay Mô-áp. Elise bèn nói, Đức Giê-hô-va vạn quân hằng sống, tôi đứng trước mặt ngài mà thề rằng, nếu tôi không kính nể giô sa vua giu đa thì tôi chẳng xem vua ra sao và cũng không thấy đến nữa. Nhưng bây giờ, hãy đem đến cho tôi một người khải đờn. Trong lúc người ấy khải đờn thì tay của Đức Giê-hô-va ở trên Elise. Người nói, Đức Giê-hô-va phán như vậy hãy đào cho nhiều hầm hố khắp trong chủng này. Vì Đức Giê-hô-va phán rằng, các ngươi sẽ không thấy gió, cũng chẳng thấy mưa. Thế mà chủng này sẽ đầy dãy nước, và các ngươi bầy chiên cùng súc vật của các ngươi đều sẽ uống nước được. Nhưng Đức Giê-hô-va coi sự này là nhỏ mọn quá. Ngài là sẽ phó luôn dân mô áp vào tay các ngươi. Các ngươi sẽ phá hủy hết thảy những thành kiên cố, những thành thị tứ đốn những cây tốt bít mọi suối nước và lấy đá làm hư hại đồng ruộng màu mỡ vậy buổi sáng nhằm giờ người ta dân của lễ chay thấy nước bởi đường ê đôm đến và xứ bèn đầy những nước khi dân mô áp hay rằng các vua ấy đi lên đặng đánh mình thì nhóm hết thảy những người có thể nai nịt binh khí được trở lên và đứng tại bờ cõi xứ ngày sau dân moab trỗi dậy thật sớm khi mặt trời mọc soi trên nước dân moab thấy trước mặt mình nước đỏ như máu thì la lên rằng ấy là máu chắc ba vua ấy đã tranh chiến nhau đánh giết lẫn nhau bây giờ hỡi dân moab hãy đi cướp của vậy chúng đi đến trại quân israel nhưng dân israel trỗi dậy hãm đánh dân moab chúng nó chạy trốn khỏi trước mặt dân israel đoạn dân Israel loán vào xứ hãm đánh Moab. Họ phá hủy các thành. Ai nấy lấy đá liện vào lấp các đồng ruộng màu mỡ, bít các nguồn nước và đốn những cây tốt. Tại kiệt Hareset chỉ còn lại những vách thành. Những quân ném đá cũng vây xông phá các vách đó nữa. Vua Moab thấy mình không thấy chống nổi, bèn đem theo mình 700 người cầm gươm toàn sông đến nơi vua Edom, nhưng không thế nào được. Người bằng bắt thái tử là kẻ phải kế vị mình, dân làm của lễ thiêu tại trên vách thành. Bèn có cơn thạnh nộ nổi phần cùng Israel, thì họ lìa khỏi vua Moab và trở về xứ mình. Chương 4 vả có vợ của một người môn đồ của các đấng tiên tri đến phàn nàn cùng Elise mà rằng kẻ tôi tớ ông là chồng tôi đã qua đời và ông biết rằng kẻ tôi tớ ông kính sợ Đức Giê-hô-va và chủ nợ người đến toàn bắt hai đứa con tôi làm tôi mọi. Elise nói với nàng rằng ta phải làm gì cho ngươi? Hãy nói cho ta biết ngươi có vật gì ở nhà. Nàng thưa rằng con đòi ông chẳng có gì trong nhà hơn là một hũ dầu. Người bèn tiếp rằng, hãy đi ra ngoài mượn những bình không của các kẻ láng giềng ngươi chớ mượn ít khi ngươi trở về hãy vào nhà với các con ngươi đóng cửa lại rồi hãy đổ dầu vào các bình đó hễ bình nào đầy thì để nó riêng ra nàng liền đi khỏi người vào nhà với các con trai mình đóng cửa lại các con trai nàng đem bình lại và nàng đổ dầu vào khi các bình đã đầy nàng nói với con trai mình rằng hãy đem cho ta một bình nữa. Nhưng nó thưa rằng, hết trơn bình rồi. Dầu bèn ngừng lại. Bây giờ nàng đem việc ấy thuật cho người của Đức Chúa Trời thì người nói rằng, hãy đem bán dầu mà trả nợ của ngươi. Đoạn, ngươi và các con trai ngươi sẽ lấy dầu còn lại mà nuôi mình. Một ngày kia, Elise đi ngang qua đất Sunem. Ở đó, có một người đàn bà giàu cầm người ở lại ăn bữa. Từ ấy, mỗi khi người đi ngang qua đó thì vào nhà người đàn bà này mà dùng bữa. Người nói với chồng mình rằng: "Tôi biết rằng người năng đến nhà chúng ta đây là một người thánh của Đức Chúa Trời. Xin chúng ta hãy xây cất cho người một cái phòng cao, rồi để tại đó một cái giường, một cái bàn, một cái ghế và một cây đèn. Vậy khi người đến nhà ta thì sẽ ở lại đó." Một ngày kia, Elise đi đến Shunem, trọ nơi phòng cao và ngủ tại đó. Người nói với Gehazi, tôi tớ mình rằng: Hãy gọi người đàn bà Shunem đó đến. Gehazi gọi nàng, nàng ra đứng trước mặt người. Người nói với tôi tớ mình rằng: Hãy nói cùng nàng rằng: Kìa, người đã lo liệu cho chúng ta mọi điều này, vậy chúng ta phải làm gì cho ngươi có phải ngươi muốn ta nói dùng cho ngươi với vua hay là với quan tổng binh chăng? Nàng thưa rằng, tôi vẫn ở giữa dân sự tôi. Elise lại tiếp, vậy chúng ta phải làm gì cho người? Gehasi đáp rằng, à này, người không có con trai và chồng người đã già rồi. Elise nói rằng hãy gọi nàng. Gehasi gọi nàng, nàng đến đứng nơi cửa. Elise nói với người đàn bà rằng, Năm tới, trong lúc này, ngươi sẽ ẩm một đứa con trai. Nàng thưa, hỡi Chúa tôi là người của Đức Chúa Trời, xin chớ nói dối cùng con đòi của Chúa. Người đàn bà ấy thọ thai, và một năm sau, cũng trong lúc đó, sinh một đứa con trai, y như lời Elise đã nói trước cho nàng. Xảy ra khi đứa trẻ lớn lên, một ngày kia nó đi đến cha nó nơi những người gặt lúa mà nói rằng đầu tôi đau đầu tôi đau người cha biểu kẻ tôi tớ đem nó về cho mẹ nó người tôi tớ, tớ đem nó về giao cho mẹ nó đứa trẻ ngồi trên đầu gối của mẹ cho đến trưa rồi chết nàng bèn đi lên để nó nằm trên giường người của đức chúa trời rồi đi ra đóng cửa lại kế đó nàng kêu chồng mình mà nói rằng tôi xin ông cắt cho tôi một đứa đầy tớ và một con lừa để tôi chạy đến người của Đức Chúa Trời đoạn tôi sẽ trở về. Chồng hỏi nàng rằng ngày nay chẳng phải mùng một cũng chẳng phải ngày sa bát vậy nhân sao muốn đi đến cùng người? Nàng đáp mọi điều bình an. Nàng biểu thắng lừa và nói với kẻ tôi tớ rằng hãy đem ta đi mau mau nếu ta biểu ngươi mới ngừng lại. Vậy, nàng đi đến cùng người của Đức Chúa Trời tại trên núi Cạc Mên. Người của Đức Chúa Trời thấy nàng đằng xa, bèn nói với Gehazi kẻ tôi tới mình rằng, kìa người đàn bà nem Vậy, hãy chạy đi đón nàng và hỏi nàng rằng, mọi việc đều bình an chăng? Chồng và con ngươi bình an chăng? Nàng đáp, bình an. Khi nàng đến gần người của Đức Chúa Trời tại trên núi thì ôm lấy chân người. Gehazi -si đến gần đặng xô nàng ra, nhưng người của Đức Chúa trời nói cùng người rằng: Hãy để mặt nàng, linh hồn nàng đắng cay. Đức Giê-hô-va có giấu ta điều đó không tỏ cho ta hay. Người đàn bà ấy bèn nói rằng: Tôi há có cầu Chúa một đứa con trai sao? Tôi há chẳng có nói với Chúa rằng xin chớ dối tôi? Elise nói cùng Gehazi -si rằng: Hãy thắt lưng ngươi cầm gậy ta nơi tay và đi. Nếu ngươi gặp ai chớ chào họ, nếu ai chào ngươi chớ đáp lại. Ngươi sẽ đặt cây gậy ta trên mặt đứa trẻ. Người mẹ của đứa trẻ nói rằng, Tôi chỉ Đức Giê-hô-va hằng sống và chỉ mạng sống của ông mà thề. Tôi chẳng hề lìa khỏi ông. Elise bèn chổi dậy và đi theo người. Gehasi đi trước hai người và đặt cây gậy trên mặt đứa trẻ nhưng người chẳng nghe một tiếng nào cũng chẳng thấy mòi gì sống. Người trở lại đón Elise và thưa cùng người rằng, đứa trẻ không tỉnh lại. Khi Elise vào nhà, thấy đứa trẻ đã chết nằm sải trên giường. Elise vào trong phòng, đóng cửa lại. Có đứa trẻ và mình ở trong, rồi cầu nguyện cùng Đức Giê-hô-va. Đoạn, người leo trên giường, nằm trên đứa trẻ, đặt miệng mình trên miệng nó, mắt mình trên mắt nó và tay mình trên tay nó. Người nằm ấp trên mình nó. Xác đứa trẻ bèn ấm lại. Elise trở xuống, đi qua đi lại trong phòng. Đoạn leo lên giường, nằm ấp trên mình đứa trẻ nữa. Rốt lại, nó nhảy mũi bảy lần và mở mắt ra. Elise liền gọi Gehazi mà biểu rằng, hãy gọi người đàn bà Sunem. Gehasi gọi người. Khi nàng chạy đến, Elise nói với nàng rằng, hãy ẩm lấy con người. Nàng bèn lại gần, sắp mình xuống dưới chân người và lại. Đoạn ẩm lấy con mình và đi ra. Elise trở về ginh Và trong xứ có đói kém. Các môn đồ của những tiên tri đều ngồi trước mặt người người biểu kẻ tôi tớ mình rằng hãy bắt cái nồi lớn nấu canh cho các môn đồ của những tiên tri một người trong bọn họ đi ra ngoài đồng đặng hái rau thấy một dây rừng leo bèn hái những dưa dại bọc đầy vạt áo tơi mình khi người trở về xắt ra từng miếng bỏ trong nồi nấu canh chẳng biết nó là thứ gì người ta múc cho các người ăn nhưng vừa khi họ nếm canh thì la lên rằng hỡi người của đức chúa trời sự chết ở trong nồi này. Họ ăn canh ấy không đặng. Elise nói, thế thì hãy đem bột lại. Người bỏ bột trong nồi và biểu rằng, hãy múc cho các người ăn. Vậy, trong canh chẳng còn độc gì nữa. Có một người ở ba anh Salisa đến, đem cho người của Đức Chúa Trời 20 ổ bánh lúa mạch và lúa còn vé để trong bị mình làm của lễ đầu mùa gặt. Elise biểu kẻ tôi tới mình rằng hãy đem phát cho các người ăn. Kẻ tôi tới người thưa rằng chi tôi phải phát đồ này cho một trăm người sao? Nhưng Elise đáp hãy phát cho họ các bánh đó hầu cho họ ăn đi, vì Đức Giê-hô-va có phán như vậy người ta sẽ ăn và còn dư lại. Ấy vậy người đặt các bánh đó trước mặt họ, họ ăn và còn thừa lại, y như lời của Đức Giê-hô-va đã phán chương 5 Naaman, quan tổng binh của vua Syri, là một người có quyền trước mặt chủ mình được tôn trọng lắm bởi vì Đức Giê-hô-va dùng người giải cứu dân Syri. Người này vốn mạnh mẽ và bạo dạn, song bị bệnh phung. Và có một vài toán dân Syri đi ra bắt một đứa gái nhỏ của xứ Israel làm phu tù để hầu hạ vợ Naaman. Một ngày kia, nó nói với bà chủ mình rằng, Ôi, Chớ chi Chúa tôi đi đến cùng ông tiên tri ở Samari, Người sẽ giải cứu Chúa tôi khỏi bệnh phung. Naaman đem các lời này thưa lại cho Chúa mình mà rằng, Đứa gái nhỏ ở xứ Israel có nói thế này, thế này. Vua Syria đáp, Hãy đi, ta sẽ gửi thơ cho vua Israel. Vậy Naaman đi, đem theo mình 10 ta lân bạc, 6.000 đồng vàng và 10 bộ áo. Người đem bức thơ, dâng cho vua Israel. Thơ rằng, khi thơ này đạt đến vua, kìa, ta đã sai Naaman đầy tớ ta đến cùng vua. Vua tiếp được bức thơ này, ấy để vua giải cứu bệnh phung cho người. Khi vua Israel đọc thơ rồi liền xé quần áo mình và nói rằng, Ông ấy sai người đến cùng ta để ta chữa khỏi bệnh phung cho họ. Ta há phải là Đức Chúa Trời có quyền làm sống làm chết sao? khá nên biết và xem thấy rằng người tìm dịp để nghịch cùng ta. Khi Elise, người của Đức Chúa Trời hay rằng vua Israel có xé quần áo mình, thì Sai nói với người rằng, Cớ sao vua xé quần áo mình? Naaman hãy đến tôi, ắt người sẽ biết rằng trong Israel có tiên tri. Vậy Naaman đến với ngựa và xe dừng tại cửa nhà Elise. Elise sai một sứ giả nói với người rằng: Hãy đi tắm mình bảy lần dưới sông Yodan, thịt ngươi tất sẽ trở nên lành và ngươi sẽ được sạch. Nhưng Naaman nổi giận, vừa đi vừa nói rằng: Ta nghĩ rằng chính mình người sẽ đi ra đón ta, đứng gần đó mà cầu khẩn danh Jehovah, Đức Chúa trời của người, lấy tay đưa qua đưa lại trên chỗ bệnh và chữa lành kẻ phung. Abana và bạc ba. Hai sông ở Đa Mách há chẳng tốt hơn các nước trong Israel sao? Ta há chẳng tắm đó cho được sạch hay sao? Vậy, người trở đi và giận dữ. Những tôi tớ đến gần người mà thưa rằng, Cha ơi, nếu tiên tri có truyền cho cha một việc khó, cha há chẳng làm sao? Phương Chi dài người bảo cha rằng hãy tắm thì được sạch. Người bèn xuống sông Giô Đanh, và tắm mình bảy lần theo như lời truyền của người đức chúa trời người liền được sạch và thịt người trở nên như trước giống như thịt của một đứa con nít nhỏ naaman với hết thảy người đi theo bèn trở lại cùng người của đức chúa trời người đến đứng trước mặt elise mà nói rằng bây giờ tôi nhìn biết rằng trên khắp thế gian chẳng có chúa nào khác hơn đức chúa trời trong israel ấy vậy Tôi xin ông nhậm lễ vật của kẻ tôi tớ ông. Nhưng Elise đáp rằng, ta chỉ Đức giê hô hằng sống là đấng ta phục sự mà thề rằng, ta chẳng nhậm gì hết. na -mang ép nài Elise nhậm lấy, nhưng người từ chối. na -mang bèn tiếp rằng, tuy chẳng nhậm lấy, tôi xin ông cho phép người ta ban cho kẻ tôi tớ ông đủ đất bằng hai con la chở nổi, vì từ rày về sau kẻ tôi tới ông chẳng muốn dân của lễ thiêu hay là tế lễ chi cho thần nào khác hơn là đức giê-hô-va xong nguyện đức giê-hô-va tha thứ cho kẻ tôi tới ông điều này mỗi khi chủ tôi vào trong đền thờ rimmon đặng thờ lại thì chống trên cánh tay tôi nên tôi cũng phải quỳ lại trong đền thờ rimmon vậy khi tôi quỳ lại trong đền thờ rimmon Nguyện Đức Giê-hô-va tha thứ điều đó cho kẻ tôi tớ ông. Elise đáp với người rằng, Hãy đi bình yên. Khi Naaman đã lìa khỏi Elise đi cách xa xa, thì Ge-ha-si, tôi tớ của Elise người của Đức Chúa Trời nói thầm rằng, Kìa, chủ ta có dòng thứ cho Naaman người Syri, không nhậm lễ vật mà người đã đem đến. Ta chỉ Đức Giê-hô-va hằng sống mà thề, Ta sẽ chạy theo người và lãnh lấy vật chi nơi người. Vậy, Gehasi chạy theo sau Naaman. Naaman thấy Gehasi chạy theo sau mình bèn nhảy xuống xe đi đến đón người và hỏi rằng, Mọi việc đều bình an chứ? Gehasi đáp, mọi việc đều bình an. Chủ tôi sai tôi nói với ông rằng, Hồi nãy, có hai người trai trẻ là môn đồ của những tiên tri ở núi Ephraim đến. Ta xin ông hãy cho hai người ấy một ta lân bạc và hai bộ áo. Naaman nói, xin hãy nhận lấy hai ta lân. Người cố nài, đoạn để hai ta lân bạc và hai bộ áo trong bao, rồi trao cho hai tôi tớ mình đem đi trước mặt Gehasi. Lúc đã đến trên gò, Gehasi lấy các bao khỏi tay hai đầy tớ và để trong nhà mình, đoạn cho họ đi trở về. Người bèn ra mắt Elise chủ mình người hỏi rằng, Ở Gehasi, ngươi ở đâu đến? Người thưa rằng, tôi tớ thầy không có đi đâu. Nhưng Elise tiếp rằng, Khi người kia xuống khỏi xe đặng đi đón ngươi, lòng ta há chẳng ở cùng ngươi sao? Rài há có phải lúc nên nhậm lấy bạc, quần áo, vườn olive, vườn nho, chiên và bò, tôi trai và tớ gái sao? Vì vậy, bệnh phung của Naaman sẽ dính vào ngươi và dòng dõi ngươi đời đời. Gehasi đi ra khỏi Elise bị tật phung trắng như tuyết. Chương 6 Các môn đồ của những tiên tri nói với Elise rằng Nơi chúng tôi ở trước mặt thầy là hẹp quá cho chúng tôi. Xin để chúng tôi đi đến Vô Ai nấy sẽ đốn một cây đòn tay, rồi tại đó cất một nơi ở cho chúng tôi. Elise đáp, hãy đi. Một người tiếp rằng, tôi xin thầy, hãy đi cùng các tôi tớ thầy. Người đáp, ta sẽ đi. Vậy người đi với họ. Đến vô đanh, họ khởi đốn cây. Nhưng có một người đang đốn cây, cái lưỡi rìu văng xuống nước. Người la lên rằng, ớ chúa tôi, than ôi, tôi có mượn nó. Người của Đức Chúa Trời hỏi rằng, nó rớt ở đâu người chỉ chỗ cho Elise bèn chặt một khúc cây quăng xuống tại chỗ đó làm cho lưỡi rìu nổi lên và biểu người ấy rằng hãy lấy nó đi người ấy bèn giơ tay ra và lấy nó vả vua syri giao chiến với israel người thương nghị với các tôi tới mình mà rằng ta sẽ đóng trại ta tại nơi nọ nơi kia người của đức chúa trời bèn sai nói với vua israel rằng khá giữ lấy chớ đi ngang qua chỗ kia vì dân syri phục tại đó vậy vua israel sai người đến nơi mà người đức chúa trời đã chỉ cho mình và bảo trước người giữ lấy mình tại đó chẳng những một hai lần lòng vua syri bối rối về sự ấy bèn gọi các tôi tớ mình mà nói rằng các ngươi há không tỏ cho ta Ai trong chúng ta là người giúp đỡ vua Israel? Một người trong những tôi tớ thưa rằng, Ôi vua chúa tôi, chẳng ai trong chúng tôi hết, nhưng Elise, tiên tri trong Israel, tỏ cho vua Israel biết các lời vua nói trong phòng ngủ mình. Vua bèn bảo rằng, hãy đi xem người ở đâu, để ta sai bắt người. Có người đến thuật cho vua rằng, kìa người ở tại Đô Thang, vì vậy vua sai ngựa xe và một đạo binh rất đông đến đô thang. Họ tới nơi lúc ban đêm và vây thành. Tôi tớ của người Đức Chúa Trời trỗi dậy sáng sớm đi ra, thấy một đạo binh cùng ngựa và xe đang vây thành. Người nói với Elise rằng, Hỡi ôi, Chúa, chúng ta sẽ làm sao? Elise đáp rằng, Chớ sợ, những người ở với chúng ta đông hơn những người ở với chúng nó đoạn Elise cầu nguyện mà rằng, Đức Giê-hô-va ôi, xin mở mắt kẻ tôi tớ tôi để nó thấy được. Đức Giê-hô-va mở mắt người ra, thì người thấy núi đầy những ngựa và xe bằng lửa ở chung quanh Elise. Quân Syri kéo xuống nơi Elise. Người cầu nguyện Đức Giê-hô-va rằng, xin Chúa khiến mắt quân ấy bị đuôi mù. Đức Chúa Trời bèn khiến chúng đuôi mù, theo như lời cầu nguyện của Elise. Đoạn Elise nói với chúng nó rằng: "Đây không phải là đường, đây chẳng phải là thành. Hãy theo ta, ta sẽ dẫn các ngươi đến người mà các ngươi tìm kiếm." Rồi người dẫn chúng nó đến Samari. Khi chúng nó đã vào trong Samari rồi, Elise cầu rằng: lại Đức Giê-hô-va, xin mở mắt cho chúng nó thấy." Đức Giê-hô-va bèn mở mắt họ, họ thấy mình ở giữa Samari. Vua Israel thấy chúng nó thì nói với Elise rằng, Hỡi cha, phải đánh chúng nó chăng? Phải đánh chúng nó chăng? Elise đáp rằng, chớ đánh. Những người vua dùng gươm và cung mà bắt làm phu tù, vua há đánh sao? Hãy dọn trước mặt chúng bánh và rượu để cho chúng ăn và uống rồi trở về cùng chủ mình. Người bàn bài tiệc lớn cho chúng nó. Khi chúng nó đã ăn uống rồi, người tha cho chúng nó đi chúng nó bèn trở về cùng chủ mình. Từ đó về sau, những toán quân Syri không còn loán đến địa phận Israel nữa. Sau các điều đó, bin Hadad, vua Syri nhóm cả đạo binh mình đi lên vây thành Samari. Trong Samari đang có sự đói kém lớn lắm, thành bị vây hãm lâu ngày, đến đổi một cái đầu lừa bán 80 chiếc lơ bạc và một góc tư ô phân bồ câu bán năm siết lơ bạc. Khi vua Israel đi ngang qua trên tường thành, có một người đàn bà kêu người rằng, Ôi vua chúa tôi xin cứu tôi. Vua nói, nếu Đức Giê-hô-va không cứu ngươi, thì ta lấy đâu đặng cứu ngươi? Bởi sân đập lúa hay là bởi nơi ép rượu sao? Vua lại rằng, ngươi có chi? Nàng thưa rằng, đàn bà này nói với tôi rằng, hãy cho con trai chị. Hầu ngày nay chúng ta ăn thịt nó, ngày mai chúng ta sẽ ăn thịt con trai ta. Vậy chúng tôi có nấu thịt con trai tôi và ăn. Ngày mai tôi có nói với người rằng, hãy cho con trai chị hầu chúng ta ăn nó. Nhưng người có giấu con trai mình. Khi vua nghe lời của người đàn bà này thì xé quần áo mình. Bây giờ người đang đi ngang qua trên tường thành. Dân sự xem thấy người phía trong mặc cái bao sát vào thịt mình. Vua la lên rằng, nếu ngày nay đầu của Elise, con trai của Sa Phát, hãy còn ở trên vai nó, nguyện Đức Chúa Trời xử ta cách nặng nề. Elise đang ngồi trong nhà mình và các trưởng lão ngồi chung quanh người, thì vua sai một sứ giả đi trước mình đến cùng tiên tri. Nhưng khi sứ giả chưa đến, Elise nói với các trưởng lão rằng, kìa hãy xem, con kẻ sát nhân kia sai người đến đặng cắt đầu ta, khá coi chừng. Vừa khi sứ giả đến, hãy đóng cửa lại, dùng cửa xô đuổi nó đi. Các ngươi há chẳng nghe tiếng bước của chủ nó sau lưng nó sao? Người còn đương nói, "Chúng thấy sứ giả đến, vua cũng đến nói với Elise rằng, tai nạn này đến bởi Đức Giê-hô-va. Vậy, ta còn trông cậy nơi Đức Giê-hô-va làm chi?" chương 7, Elise bèn nói rằng, hãy nghe lời của Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va phán như vậy. Ngày mai, tại giờ này, nơi cửa thành Samari, một đấu bột lọc sẽ bán một siết lơ và hai đấu lúa mạch sẽ bán một siết lơ. Quan cai nâng đỡ vua đáp với người Đức Chúa Trời rằng, dầu cho Đức Giê-hô-va mở các cửa sổ trên trời, điều đó há có được sao? Elise đáp, chính mắt ngươi sẽ thấy, nhưng ngươi không đặng ăn đến. Tại cửa thành có bốn người phun nói với nhau rằng, chúng ta ngồi đây đến chừng chết mà làm chi? Nếu chúng ta nhất định vào thành, thì ở đó có đói kém và chúng ta sẽ chết đói. Bằng chúng ta cứ ngồi đây thì chúng ta cũng sẽ chết. Vậy, chúng ta hãy qua trại quân Syri. Nếu họ dung thứ ta thì ta sẽ sống bằng họ giết đi, dẫu thế nào, chúng ta cũng sẽ chết đó thôi. Vậy lúc chạm vạn, các người phun chổi dậy đặng đi đến trại quân của dân Syri. Khi tới đầu trại quân, họ chẳng thấy ai ở đó hết, vì Chúa đã khiến trại quân Syri nghe tiếng xe, ngựa và tiếng đạo binh lớn, nên nổi dân Syri nói với nhau rằng, kìa, vua Israel đã mướn vua dân Hethit và vua Egypto đặng hãm đánh chúng ta chúng liền trỗi dậy, chạy trốn lúc chạng vạn, bỏ các trại, ngựa và lừa mình, để trại quân mình như cũ. Chúng trốn đặng cứu mạng sống mình. Khi các người phun kia đến đầu trại quân, bèn vào trong một trại ăn và uống, đoạn họ lấy bạc, vàng và quần áo đem đi giấu. Chúng trở lại vào trong một trại khác ở đó, cũng lấy những của cải mà đem đi giấu luôn. Bây giờ họ bèn nói với nhau rằng, Chúng ta làm chẳng phải. Ngày nay là ngày có tin lành và chúng ta nín lặng sao? Nếu chúng ta đợi đến rạng đông, thì sự hình phạt chắc sẽ lâm vào chúng ta. Vậy, ta hãy đi báo tin này cho nhà vua. Chúng liền đi, gọi quân canh cửa thành thuật cho họ rằng, Chúng tôi có đi đến trại quân Syri, thấy chẳng có ai hết, cũng không nghe tiếng người nào chỉ thấy những ngựa và lừa đang cột và những trại bỏ lại như cũ quân canh cửa bèn gọi người đi báo tin ấy vào trong đền vua vua chỗ dậy ban đêm nói với các tôi tớ mình rằng ta sẽ bày tỏ cho các ngươi điều dân syri toan làm cho chúng ta chúng nó biết chúng ta đói nên chi họ đã ra khỏi trại quân mình đặng phục trong đồng chúng nó đã nói nhau rằng khi dân israel ra khỏi thành chúng ta sẽ bắt sống chúng nó, rồi chúng ta sẽ vào trong thành. Một người tôi tới của vua thưa rằng, kia ngựa còn sót lại cũng hao mòn như đoàn dân Israel còn lại ở trong thành. Về sau, nó quả sẽ đồng số phận cùng đoàn dân đông đã chết mất. Vì vậy, ta hãy truyền lệnh cho người nào bắt năm con ngựa trong số còn lại đặng đi dò thám. Vậy, chúng lấy hai cái xe thắng ngựa vào, rồi vua sai người đi theo đạo quân Syri mà rằng, hãy đi xem. Chúng đi theo họ, cho đến Vô Đanh, thấy khắp dọc đường đầy những quần áo và đồ đạc mà quân Syri đã quăng trong lúc chạy trốn hối hả. Các sứ giả trở về thuật lại cho vua hay. Dân sự bèn kéo ra, cướp lấy trại quân Syri, đến đổi một đấu bột lọc, bán một siết lơ, và hai đấu lúa mạch cũng bán một siết lơ, y như lời Đức Giê-hô-va đã phán. Vua các quan cai nâng đỡ mình, canh giữ cửa thành. Nhưng dân chúng đạp dẹp người tại nơi cửa thành, và người chết, y như người của Đức Chúa Trời đã nói trước khi vua đến kiếm người. vả lại, việc xảy ra như lời người của Đức Chúa Trời đã nói với vua rằng, Ngày mai, tại giờ này, nơi cửa thành Samari, hai đấu lúa mạch sẽ bán một siết lơ và một đấu bột lọc cũng bán một siết lơ. Rồi quan cai có đáp với người của Đức Chúa Trời rằng, dẫu cho Đức Giê-hô-va mở các cửa sổ trên trời, điều đó há có được sao? Elise bèn tiếp rằng, mắt ngươi sẽ thấy điều đó, song ngươi không ăn đến. Ấy là điều xảy đến, vì dân chúng đạp dẹp người dưới chân tại cửa thành và người chết. Chương 8 Elisee bèn nói với người đàn bà là mẹ của đứa trai mà người đã khiến sống lại rằng Hãy chổi dậy, đi với người nhà ngươi, ở ngủ nơi nào ngươi ở được. Vì Đức Giê-hô-va đã định dẫn cơn đói đến. Kìa, nó sẽ đến trong xứ bảy năm. Vậy, người đàn bà ấy đứng dậy, vâng theo lời của người Đức Chúa Trời, cùng người nhà mình đi kiều ngụ bảy năm trong xứ Philippines. Cuối bảy năm, người đàn bà ấy ở xứ Philippines trở về, đi đến kêu nài vua về việc nhà và đồng ruộng mình. Vả, vua đương nói chuyện với Gehasi, tôi tớ của người Đức Chúa Trời mà rằng, Ngươi hãy thuật cho ta hết các công việc lớn mà Elise đã làm xong. Gehasi đang thuật cho vua hay thế nào Elise đã khiến một cái chết sống lại kìa có người đàn bà là mẹ của đứa con trai mà Elise đã khiến cho sống lại đến kêu nài vua về việc nhà và đồng ruộng mình. Gehasi tâu rằng, ôi vua chúa tôi, kia là người đàn bà ấy và này là con trai nàng mà Elise đã làm cho sống lại. Vua bèn hỏi nàng, thì nàng thuật công việc cho người. Đoạn vua cắt một quan hoạn theo nàng mà rằng, hãy bắt trả lại cho nàng mọi món nào thuộc về nàng và hết thảy huê lợi của đồng ruộng nàng từ ngày nàng lìa khỏi xứ cho đến ngày nay. Elise đi đến Đa Mách. Bây giờ, bên Hadad, vua Syri, đau. Có người nói với vua rằng, người của Đức Chúa Trời mới đến đây. Vua bảo Hasael rằng, hãy lấy đem theo một lễ vật, đi đón người của Đức Chúa Trời. Kể người cầu vấn Đức Giê-hô-va mà rằng, ta sẽ được lành bệnh này chăng? và Hasael đi đón người của Đức Chúa Trời, dẫn theo mình 40 lạc đà, chở mọi món tốt nhất có tại Đa Mách, đặng làm của lễ cho người của Đức Chúa Trời. Người đến ra mắt Elise mà thưa rằng, con trai ông là Ben Hadad, vua Syri, đã sai tôi đến ông đặng hỏi rằng, tôi sẽ được lành bệnh này chăng? Elise đáp rằng, hãy đi nói với người rằng, vua sẽ được lành bệnh. do vậy, Đức Giê-hô-va đã tỏ ra cho ta biết người hẳn sẽ chết. Người của Đức Chúa Trời ngó chăm ha sa lâu đến đổi người phải hổ thẹn rồi cất tiếng lên khóc. ha sa hỏi rằng, cớ sao Chúa tôi khóc? Elise đáp rằng, bởi ta biết ngươi sẽ làm thiệt hại cho dân Israel. Ngươi sẽ châm lửa các thành kiên cố của chúng nó, giết các kẻ trai trẻ bằng gươm, chà nát con nhỏ và mổ bụng đàn bà có ngén của chúng nó. Hasael tiếp, nhưng kẻ tôi tới ông là ai? Chẳng qua là một con chó đó thôi, sao làm nổi công sự lớn dường ấy? Elise đáp rằng, Đức Giê-hô-va đã tỏ cho ta biết rằng, ngươi sẽ làm vua Syri. Hasael bèn lìa khỏi Elise và trở về cùng chủ mình. Chủ hỏi rằng, Elise nói với ngươi sao? Người thưa, Elise nói với tôi rằng Chúa chắc sẽ lành mạnh. Ngày mai, Hasael lấy cái mền nhúng nước đắp trên mặt bên Hadad thì người chết. Rồi Hasael làm vua thế cho người. Năm thứ năm về đời Yoram, con trai Ahab vua Israel, thì Yoram, con trai Yosafat, vua Judah, lên ngôi làm vua Judah, đang khi Josaphat còn trị vì lúc lên ngôi, người đã được 32 tuổi. Người cai trị 8 năm tại Jerusalem. Người đi theo con đường của các vua Israel y như nhà Ahab đã làm, vì con gái của Ahab là vợ người. Vậy, người làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va. Xong Đức Giê-hô-va nhân vì David tôi tớ của Ngài, không muốn tuyệt diệt Juda, bởi Ngài đã hứa để dành một ngọn đèn cho David và cho dòng dõi người mãi mãi trong đời Yoram dân Edom phản nghịch cùng Juda và lập vua lên cho mình. bây giờ Yoram qua Sire đem theo hết thải xe binh mình. Người chổi dậy ban đêm hãm đánh quân Edom và các quan cai xe lính họ vẫn vây chung quanh người. Quân lính người thoát khỏi về trại mình. Ấy vậy dân Edom phản nghịch chẳng suy phục dân Juda cho đến ngày nay. Đồng một lúc ấy. Lipna cũng phản nghịch. Các chuyện khác của Yoram, mọi việc người làm, đều đã chép trong sách sử ký về các vua Juda. Yoram an giấc cùng tổ phụ mình, được chôn với họ tại trong thành David. Achasia, con trai người, kế vị người. Năm thứ 12, đời Yoram, con trai Ahab, vua Israel, thì Achasia, con trai Yoram, vua Judah, lên ngôi trị vì. Achazia được 22 tuổi khi người lên làm vua và cai trị một năm tại Jerusalem. Mẹ người tên là Athali, cháu gái của Omri vua Israel. Người đi theo con đường của nhà Ahab, làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va y như nhà ấy đã làm, vì người là rể của nhà Ahab. Người đi với Yoram, con trai Ahab đến Ramoth tại Galaad, đặng giao chiến cùng Hasael vua Syria nhưng quân Syri làm cho vua Yoram bị thương. Người bèn trở về Gitreen, đặng chữa lành những vết thương người bị bởi quân Syri tại Ramoth khi đánh giặc cùng Hasael vua Syri. Achasia, con trai Yoram vua Juda, đi xuống Gitreen đặng thăm Yoram, con trai Ahab, vẫn đau liệt nằm tại đó. Chương 9 Đấng tiên tri Elisha gọi một người trong bọn môn đồ của những tiên tri mà nói rằng hãy thắt lưng, đem ve dầu này theo ngươi và hãy đi đến Ramoth tại Galaad. Khi ngươi đã đến đó, hãy kiếm Jehu là con trai của Josaphat, cháu Nimshi ở đâu. Đoạn ngươi sẽ vào, khiến người trỗi dậy khỏi anh em mình và dẫn người vào trong một phòng kín. Bây giờ, ngươi sẽ lấy ve dầu, đổ trên đầu người và nói rằng, Đức Giê-hô-va phán như vậy, ta sức dầu cho ngươi làm vua trên Israel đoạn hãy mở cửa ra và trốn đi, chớ huẩn đãi. Như vậy, người tôi tới trai trẻ của đấng tiên tri đi đến Ramoth tại Gala Ác. Khi người đến, các quan tướng đạo quân đang ngồi. Người nói với Jehu rằng, Hỡi quan tướng, tôi có chuyện nói với ông. Jehu đáp rằng, Có chuyện nói với ai trong chúng ta? Người trai trẻ đáp, Hỡi quan tướng với ông. Vậy, Jehu đứng dậy và đi vào trong nhà. Người trai trẻ bèn đổ dầu trên đầu người và nói rằng, Jehovah Đức Chúa Trời của Israel phán như vậy. Ta sức dầu cho ngươi làm vua trên Israel là dân sự của Đức Giê-hô-va. Ngươi sẽ đánh giết nhà Ahab chủ ngươi, và ta sẽ báo giê yes sa bên về huyết của các tiên tri, tôi tớ ta, cùng huyết của hết thảy tôi tớ của Đức Giê-hô-va. Cả nhà Ahab sẽ bị diệt hết các người nam của nhà Ahab, vô luận kẻ nô lệ hay là người được tự do, ta sẽ giết khỏi trong Israel và ta sẽ làm cho nhà Ahab giống như nhà Jeroboam, con trai của Nebat, và giống như nhà Baesha, con trai của Ahijah. Chó sẽ ăn thịt Jezabel trong đồng Israel. Chẳng có ai chôn người. Đoạn người trai trẻ mở cửa ra và chạy trốn. Giê-hu bèn đi ra đến cùng các tôi tớ của chủ mình. Chúng nó hỏi rằng, mọi sự bình an chứ? Kẻ điên này đến kiếm anh mà chi? Người đáp với chúng nó rằng, các ngươi biết người và lời của người nói. Nhưng chúng nó đáp rằng, nói dối, hãy nói cho chúng ta. Vậy, người nói với chúng rằng, người có nói với ta cách này cách kia rằng, Đức Giê-hô-va phán như vậy ta sức dầu cho ngươi làm vua trên Israel. Ai nấy liền lật đật lấy quần áo mình trải xuống dưới chân người trên các nấc thang. Đoạn chúng nó thổi kèn và tung hô rằng Jehu làm vua. Ấy vậy, Jehu, con trai Josaphat, cháu Nimshi làm phản Joram. Và vì cớ Hasael vua Syri, Joram và cả quân Israel đều binh vực mốt tại Galaad nhưng vua joram đã trở về gitrael đặng chữa lành những vết thương mà người đã bị bởi quân syri khi người đánh giặc với hazael vua syri jehu bèn nói rằng nếu các ngươi vừa ý chớ để một ai thoát khỏi thành đi thông tin cho gitrael vậy jehu lên xe qua gitrael vì joram đau liệt nằm tại đó achacia vua juda cũng đi xuống đó đặng thăm joram lính canh đứng trên tháp gitrael thấy đạo quân của jehu đến bèn la lên rằng tôi thấy những đạo quân đến joram liền bảo rằng hãy sai một người lính kỵ đi đón họ và hỏi rằng bình yên chăng vậy có người lính kỵ đi đón jehu và nói với người rằng vua hỏi bình yên chăng jehu đáp sự bình yên có can hệ chi ngươi hãy lui sau ta tên lính canh báo tin rằng sứ giả đã đi đến nơi quân ấy rồi nhưng không trở về người lại sai một người lính kỵ thứ nhì cũng đến cùng chúng nó và nói vua hỏi bình yên chăng jehu đáp sự bình yên có can hệ chi ngươi hãy lui sau ta lính canh lại báo tin rằng sứ giả đã đến nơi chúng nó rồi nhưng người không trở về vả cách dẫn xe giống như cách của jehu con trai niêm si vì người dẫn cách hung hăng yoram bèn nói rằng hãy thắng xe người ta thắng xe người đoạn yoram vua israel và achacia vua Judah mỗi người đều lên xe mình kéo ra đón jehu gặp người trong đồng ruộng của Naboth người gitrael vừa khi yoram thấy jehu thì nói rằng hỡi jehu bình yên chăng nhưng jehu đáp rằng chi hễ sự gian dâm, sự tà thuật của gia sa bên mẹ vua còn nhiều giường ấy, thì bình yên sao đặng. Joram bèn trở tay mình, chạy trốn, nói với Achasia rằng, ở Achasia có mưu phản. Jehu nắm lấy cung mình bắn, tên trúng nhầm Joram giữa hai vai, thấu ngang trái tim và người ngã xuống trong xe mình. Đoạn Jehu nói với Bích Ca, quan tướng mình rằng, hãy đem luyện hắn trong đồng ruộng của Naboth, người Gidreen. Vì khá nhớ lại một lần kia, ta và ngươi đồng cởi ngựa theo sau Ahab cha hắn. Thì Đức Giê-hô-va có phán về người lời lý đoán này. Quả thật, hôm qua ta đã thấy huyết của Naboth và của các con trai người. Ta cũng sẽ báo ngươi lại tại chính nơi đồng ruộng này. Bởi cớ đó, hãy đem luyện hắn trong đồng ruộng này y như lời của Đức Giê-hô-va đã phán khi Achaia vua juda thấy việc này bèn chạy trốn về lối lầu vườn nhưng jehu đuổi theo người và biểu rằng cũng hãy đánh chết hắn trên xe hắn nữa họ bèn hãm đánh người tại nơi dốc gurơ gần gip lê am đoạn Achaia trốn đến megiddo và chết tại đó các tôi tớ người để thay người trên một cái xe chở về jerusalem và chôn trong mồ người chung cùng các tổ phụ người tại thành david Achazia lên ngôi làm vua Juda nhằm năm thứ 11 đời Joram, con trai Ahab. Jehu liền đến tại Gitreen. Jezabel hai bèn dồi phấn mặt mình, trang điểm đầu và đứng trong nơi cửa sổ. Khi Jehu đi qua cửa thành, nàng nói rằng: Hỡi Simri, kẻ giết chúa mình bình yên chăng? Jehu ngước mắt lên về hướng cửa sổ nói rằng: Trên cao kia, ai thuộc về ta ai hai ba quan hoạn bèn ngó ra về hướng người người kêu chúng rằng vậy hãy ném nó xuống đất chúng ném nàng xuống đất và huyết vọt lại trên tường và trên ngựa rồi ngựa giày đạp nàng dưới chân jehu vào ăn và uống xong đoạn nói rằng vậy hãy đi xem đàn bà khốn nạn và lo chôn nó vì nó là con gái của vua Vậy, các tôi tớ đi đặng chôn nàng, nhưng chúng chỉ còn thấy cái sọ, hai chân và lòng bàn tay nàng mà thôi. Chúng trở về cho chủ mình hai điều đó. giê bèn nói, ấy là lời của Đức Giê-hô-va đã cậy miệng Eli người thi xe bê tôi tớ ngài mà phán rằng, chó sẽ ăn thịt giê yes sa bên tại trong đồng ruộng gít rê en và thay nàng sẽ như phân trên mặt đất trong ruộng gít rê en đến đổi người ta không thể nói rằng này là jezabel chương mười Và tại samari có bảy mươi con trai của ahab jehu viết thơ gửi đến các đầu mục của gitrael tại samari tức là các trưởng lão và các giáo sư của những con trai ahab mà rằng tại nơi các ngươi có những con trai của chủ các ngươi lại có xe ngựa binh khí và thành kiên cố ấy vậy hễ các ngươi tiếp được thơ này hãy chọn trong các con trai chủ mình ai là người tử tế nhất có tài năng hơn hết lập người ấy trên ngôi của cha người rồi tranh chiến vì nhà chủ của các ngươi chúng bèn sợ hãi lắm và nói rằng hai vua không thế đứng nổi trước mặt người còn chúng ta chống cự với người sao nổi Quan Cai Đền và Quan Cai Thành cùng các trưởng lão và các giáo sư của các con trai Ahab sai nói với Jehu rằng: "Chúng tôi là tôi tớ ông. Chúng tôi sẽ làm mọi điều ông biểu chúng tôi. Chúng tôi chẳng muốn chọn ai làm vua. Ông khá làm điều gì theo ý ông cho là phải." Người viết thơ cho chúng lần thứ nhì mà rằng: "Nếu các ngươi thuộc về ta, và khứng nghe theo mạng lệnh ta, thì khá cắt đầu những con trai chủ các ngươi. Rồi ngày mai, tại giờ này, hãy đến cùng ta ở nơi Gidreel. Và các con trai của vua, số là 70 người, đều ở tại nhà những người sang trọng của thành, lo giáo dục chúng nó. Chúng vừa tiếp được bức thư ấy, bèn bắt 70 con trai của vua mà giết đi đoạn để thủ cấp họ trong những thúng gửi đến cho Jehu tại Gid-re-en. Có sứ giả đến báo tin cho người rằng người ta có đem đến thủ cấp các con trai của vua. Jehu đáp: Hãy chất làm hai đống tại nơi cửa thành cho đến sáng mai. Sáng mai người đi ra đứng trước mặt cả dân sự mà nói rằng các ngươi vẫn công bình. Kìa, ta đã phản nghịch chủ ta và có giết người. Nhưng còn các kẻ này, ai đã giết họ? Vậy bây giờ hãy nhìn biết rằng, trong các lời Đức Giê-hô-va đã phán về nhà A-háp, sẽ chẳng có lời nào xa xuống đất. Vì Đức Giê-hô-va đã làm điều Ngài cậy miệng E-li, tôi tớ Ngài mà phán ra. Giê-hu cũng giết hết thảy những người còn sót lại trong nhà A-háp ở Ghi-tre-en, luôn các đại thần, các bạn hữu thiết và những thầy cả của người, chẳng để còn lại một ai hết. Đoạn Jehu đứng dậy đi đến Samari. Khi người đến gần tròi kẻ chăn chiên ở dọc đường gặp các anh em Achazia vua Juda thì nói rằng: Các ngươi là ai? Chúng nó đáp: Chúng tôi là anh em của Achazia, đi xuống chào các con trai của vua và của hoàng hậu. Jehu bèn truyền lệnh rằng hãy bắt sống chúng nó. Người ta bắt sống chúng nó, số là 42 người, rồi giết họ gần giếng của tròi kẻ chăn chiên. Người ta chẳng để sống một ai. Đi khỏi đó, Jehu gặp Jonadab, con trai Re cáp đang đi đến đón người. Người chào Jonadab và nói rằng, Lòng ngươi có chân thành cùng tôi như lòng tôi đã chân thành với ngươi chăng? Jonadab Đáp rằng: "Phải, chân thành." Jehu tiếp: "Thế thì, nếu chân thành, hãy giơ tay cho tôi." Judah đáp bèn giơ tay cho người. Jehu biểu người lên xe với mình và nói rằng: "Hãy đến cùng tôi, xem lòng sốt sắng tôi đối với Đức Giê-hô-va." Vậy, Jehu dẫn người lên xe mình. Khi đã vào Samari rồi, người giết hết thảy những người còn sót lại của nhà Ahab tại Samari, đến đổi đã diệt sạch nhà ấy, y như lời của Đức Giê-hô-va đã phán cùng Eli vậy. Giê-hu nhóm hết thảy dân sự và nói cùng chúng rằng, Ahab ít hầu việc ba anh, Giê-hu sẽ hầu việc nhiều. Vậy bây giờ, hãy nhóm lại cho ta các tiên tri của ba anh, các đầy tớ người và hết thảy thầy cả người, chứa thiếu một ai, vì ta có ý dân một của tế lễ lớn cho ba anh. Hễ ai không đến, ắt sẽ không sống. Và giê dùng mưu trí toan diệt các kẻ hầu việc thần ba anh. giê lại ra lệnh rằng hãy rao một lễ trọng thể để cúng thờ thần ba anh. Người bèn rao lễ ấy và giê sai những sứ giả đi khắp xứ Israel đòi hết thảy tôi tớ của ba anh đến chúng đều đến, chẳng có thiếu một ai hết. Chúng vào miếu thần ba anh và miếu đầy chật từ đầu này đến đầu kia. Jehu bèn nói cùng người giữ áo lễ rằng, hãy phát các áo lễ cho các tôi tớ của ba anh. Kẻ ấy bèn phát áo cho chúng nó. Jehu và Jonadab con trai của Recap vào trong miếu thần ba anh nói với các tôi tớ của ba anh rằng, hãy tìm xem cho kỹ hoặc ở đây có tôi tớ nào của Đức Giê-hô-va chăng? Chỉ phải có những tôi tớ của ba anh đó thôi. Chúng vào đặng dân các lễ vật và của lễ thiêu. Và giê hu đã phục 80 người rình ngoài miễu và dặn biểu họ rằng, Ví có ai trong những người mà ta phó vào tay các ngươi thoát khỏi đặng, ác mạng sống của kẻ để cho nó thoát khỏi sẽ thế cho mạng sống nó. Khi đã dân của lễ thiêu xong, giê hu nói với quân hộ vệ và các quan tướng rằng hãy vào giết chúng nó chớ để một ai được ra vậy chúng giết họ bằng lưỡi gươm đoạn quân hộ vệ và các quan tướng ném thây họ ra ngoài lật đật vào thành của miễu ba anh chúng cất những trụ thờ khỏi miễu và đốt đi đập bể hình tượng ba anh cùng phá dỡ đền nó làm thành một lỗ xí hãy còn đến ngày nay như vậy, Yehu trừ diệt thần Ba Anh khỏi Israel. Song người chẳng từ bỏ tội của Jeroboam con trai của Nebat, tức tội đã gây cho Israel phạm tội, nghĩa là người còn để lại các bò vàng tại Bethel và tại Dan. Đức Giê-hô-va phán với Yehu rằng: Bởi vì ngươi đã làm rất phải, xử công bình trước mặt ta và đãi nhà Ahab thuận ý ta, nên con trai ngươi sẽ ngồi trên ngôi Israel cho đến đời thứ tư nhưng jehu không hết lòng cẩn thận theo luật pháp của jehovah đức chúa trời của israel người chẳng từ bỏ tội của jeroboam tức tội đã gây cho israel phạm tội trong lúc ấy đức jehovah khởi giảm bớt địa phận israel khiến cho hazael hãm đánh chúng trên các giới hạn israel chiếm lấy cả miền từ jordan chạy đến phía đông tức là cả xứ gala ác đất của chi phái gác ruben và manasseh từ thành Aroe ở trên khe ạc nôn và cho đến cả xứ Galaad và xứ Ba Sang. Các chuyện khác của Jehu, các công việc người và sự mạnh dạn người đều đã chép trong sử ký về các vua Israel. Người ăn giấc cùng các tổ phụ mình được chôn tại Samari. Yo-a-cha, con trai người kế vị người. Jehu cai trị trên Israel 28 năm tại Samari chương 11. Khi Athali, mẹ của Achasia, thấy con trai mình đã chết rồi, bèn chổi dậy, giết hết thảy dòng vua. Nhưng Yosheba, con gái của vua Yoram và là chị Achasia, bắt trộm ách con trai của Achasia, khỏi các vương tử mà Athali toan giết, rồi để người trong phòng ngủ với vú nuôi người và giấu người khỏi mắt Athali. Vì vậy người không bị giết người ở với Yoseba ẩn tại nơi đền thờ của Đức Giê-hô-va trong sáu năm, còn Athali cai trị trên xứ. Năm thứ bảy, giê hô sai vời các quan cai hàng trăm quân canh và những quân hộ vệ đến cùng người trong đền thờ của Đức Giê-hô-va. Người lập ước cùng chúng và bắt chúng thề tại trong đền thờ của Đức Giê-hô-va. Người chỉ con trai của vua cho chúng. Đoạn, người truyền lệnh cho chúng rằng, này là điều các ngươi sẽ làm. Một phần ba trong các ngươi đến phiên ngày sa bát sẽ giữ cung vua. Một phần ba sẽ canh cửa su rơ, còn một phần ba sẽ ở nơi cửa sau các quân hộ vệ. Các ngươi sẽ giữ cung điện, cản không cho ai vào hết. Lại, hai phần ba trong các ngươi mãn phiên ngày sa bát sẽ ở gần vua, canh giữ đền thờ của Đức Giê-hô-va. Các ngươi sẽ vây chung quanh vua, mỗi người cầm binh khí mình nơi tay. Ai muốn vào trong hàng các ngươi thì hãy giết nó đi. Hãy vua đi ra đi vô, các ngươi phải ở với người. Các quan cai làm theo lệnh của thầy tế lễ Jehoiada. Mỗi người lãnh những kẻ thủ hạ mình, hoặc người đến phiên ngày sa bát hay là người mãn phiên trong ngày sa bát mà đi đến thầy tế lễ Jehoiada. Thầy tế lễ phát cho các quan cai những giáo và khiên thuộc về vua David ở tại trong đền thờ của Đức Giê-hô-va. Các quân hộ vệ mỗi người cầm binh khí nơi tay, sắp hàng đứng chung quanh vua, dài theo đền thờ và bàn thờ, từ góc nam cho đến góc bắc của đền thờ. Giê-hô-gia-đa bèn đem vương tử ra, đội mão triều thiên trên đầu người và trao luật pháp cho người. Vậy, họ tôn người lên làm vua, sức dầu cho, và hết thảy đều vỗ tay la lên rằng, vua vạn tuế khi Athali nghe tiếng quân hộ vệ và tiếng dân sự, bèn đến cùng dân sự tại trong đền thờ của Đức Giê-hô-va. Bà xem thấy vua đứng trên tòa như lệ thường, có các quan cai và các kẻ thổi kèn đứng gần người, và cả dân sự của xứ đều vui mừng và thổi kèn. Athali bèn xé áo mình và la lên rằng, Phản ngụy, phản ngụy. Nhưng thầy tế lễ Giê-hô-ya-đa truyền lệnh cho những quan cai đạo quân mà rằng, hãy dẫn nàng ra ngoài khỏi giữa hàng quân và hễ kẻ nào theo nàng khá giết nó bằng gươm vì thầy tế lễ đã dạy rằng chớ giết nàng trong đền thờ của đức giê-hô-va người ta vẹt bên đường cho bà đi bà trở vào cung vua bởi nơi vào của ngựa và tại đó bà bị giết giê hô gia lập giao ước tại giữa đức giê-hô-va vua và dân sự hầu cho dân israel làm dân sự của đức giê-hô-va Người cũng lập một giao ước giữa vua và dân sự. Cả dân sự của xứ đều đi đến miễu ba anh mà phá dỡ nó đi, đập bể bàn thờ và hình tượng của ba anh và giết ma thang thầy tế lễ ba anh tại trước bàn thờ. Đoạn, thầy tế lễ cất người canh giữ đền thờ của Đức Giê-hô-va. Lại, người đem theo mình những quan cai, cơ binh carit, quân hộ vệ và cả dân sự của xứ, chúng thỉnh vua từ đền thờ của Đức Giê-hô-va xuống, đi vào đền vua bởi nơi cửa của quân hộ vệ. Dô ách bèn ngồi trên ngôi vua. Cả dân sự trong xứ đều vui mừng và thành được bình tĩnh. vả người ta đã giết Athali bằng gươm tại trong cung vua. Dô ách được 7 tuổi khi người lên ngôi. Chương 12 Năm thứ bảy đời Jehu. Dô Ách lên ngôi làm vua và cai trị 40 năm tại giê Mẹ người tên là si quê ở be e ba 3 Dô Ách làm điều thiện trước mặt Đức Giê-hô-va, trọn lúc giê hô thầy tế lễ dạy dỗ người. Song người chẳng cất bỏ các nơi cao đi, dân sự vẫn tế lễ và sông hương trên các nơi cao. Dô Ách nói cùng những thầy tế lễ rằng, Phàm bạc do vật biệt riêng ra thánh thường đem vào đền thờ của Đức Giê-hô-va, tức bạc mỗi người được tu bộ đem nộp, bạc chuột mạng lại, tùy giá đã định cho mỗi người, và bạc mỗi người lạc ý đem đến dân trong đền thờ của Đức Giê-hô-va. Những thầy tế lễ phải thâu các bạc ấy nơi những người mình quen biết, rồi chỗ nào trong đền có hư nứt thì phải dùng bạc ấy mà sửa sang lại. Và đến năm thứ 23 đời vua Dô-ấp, những thầy tế lễ chưa có sửa sang đền thờ vua Dô ách bèn đòi thầy tế lễ jehoiada và những thầy tế lễ khác mà nói rằng sao các ngươi không sửa sang nơi hư nứt đền thờ từ dài về sau chớ nhận lấy bạc của những người mình quen biết nữa khá phát bạc ấy ra đặng dùng sửa sang các nơi hư nứt của đền thờ những thầy tế lễ ưng không thâu bạc nơi dân sự nữa và không lãnh sửa sang các nơi hư nứt của đền thầy tế lễ Jehoiada bèn lấy một cái rương xoay lỗ trên nắp rồi để gần bàn thờ về phía bên hữu cửa vào đền thờ Đức Giê-hô-va. Những thầy tế lễ canh giữ cửa đền thờ đều đem để trong rương ấy hết thảy bạc mà người ta đem dâng trong đền thờ Đức Giê-hô-va. khi thấy có nhiều tiền trong rương, thơ ký của vua và thầy tế lễ thượng phẩm bèn đi lên lấy bạc có trong đền thờ của Đức Giê-hô-va ra mà đếm và đem cất. đoạn hai người giao bạc đã đếm đó vào tay những đốc công lo coi sóc cuộc sửa sang đền thờ của Đức Giê-hô-va. Những người ấy trả tiền cho thợ mộc và thợ xây, cho thợ hồ và thợ đẽo đá, đều làm công việc sửa sang đền thờ của Đức Giê-hô-va. Họ lại dùng bạc ấy mua gỗ và đá, dùng sửa sang các nơi hư nứt đền thờ của Đức Giê-hô-va và trả tiền sở phí về cuộc sửa sang ấy. Xong người ta không dùng bạc đã đem dân trong đền thờ của Đức Giê-hô-va mà làm cho đền thờ của Đức Giê-hô-va. Chén bạc hoặc dao, chậu, kèn hay là khí dụng gì bằng vàng hoặc bằng bạc. Vì người ta phát bạc ý cho những thợ lo làm công việc và dùng sửa sang đền thờ của Đức Giê-hô-va. Người ta chẳng bắt những người lãnh bạc đặng phát cho các thợ phải tính sổ bởi vì họ làm cách thành thực. Tiền bạc về của lễ chuộc sự mắc lỗi và tiền bạc về của lễ chuộc tội thì chẳng có đem vào đền thờ Đức Giê-hô-va bạc ấy để dành cho thầy tế lễ trong lúc đó ha vua Syria đến xâm phạm đất gác và choáng lấy người cũng tính xâm phạm Jerusalem jo vua juda đa bèn lấy hết thảy những vật thánh của Josaphat, sa phát Jo-ram và a các tổ phụ người là vua Juda đa đã biệt riêng ra thánh luôn với các vật thánh của mình và hết thảy vàng ở trong kho tàng của đền thờ Đức Giê-hô-va và ở cung vua mà gửi dân cho Hasaen vua Syria. Vì cớ ấy Hasaen đi khỏi Jerusalem. Các chuyện khác của Dô-ách, mọi công việc người làm đều đã chép trong sử ký về các vua Juda. Các tôi tớ Dô-ách dấy loạn nghịch cùng người, giết người tại Milo trên con đường đi xuống Sila. Yosaka, con trai Shimeat và Yosabat, con trai Shome, hai tôi tớ người đều đánh giết người. Người ta chôn người cùng các tổ phụ người tại trong thành David, rồi Amasia con trai người kế vị người. Chương 13. Năm thứ 23 đời Joash, con trai Achasia vua Juda thì Joacha con trai Jehu lên ngôi làm vua Israel tại Samari người cai trị 17 năm. Người làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va, bắt trước làm theo các tội lỗi của giê rô am con trai nê bác tức tội đã gây cho Israel phạm tội, người chẳng bỏ tội ấy. Cơn thạnh nộ của Đức Giê-hô-va nổi lên cùng dân Israel. Ngài phó chúng vào tay ha sa vua Syria si và ben ha con trai ha trọn trong lúc đó. Yo-a-cha cầu xin Đức Giê-hô-va và Đức Giê-hô-va nhậm lời người, bởi vì Ngài thấy vua Syria hà hiếp dân Israel là cách nào. Đức Giê-hô-va ban cho Israel một người giải cứu. Dân Israel được thoát khỏi dưới tay dân Syria và được ở lại trong trại mình như trước. Dầu vậy, chúng không từ bỏ tội của nhà Jeroboam là tội người đã gây cho Israel phạm tội. Chúng cứ phạm tội đó, đến đổi hình tượng ác tạc tê còn đứng tại Samari trong cả cơ binh của A-cha, Đức Chúa Trời chỉ chừa lại cho người 50 lính kỵ, 10 cổ xe và 10.000 lính bộ. Vì vua Syri có diệt quân Israel và nghiền nát chúng như bụi trong sân đạp lúa. Các chuyện khác của A-cha, những công việc người làm và sự mạnh dạng người, thảy đều chép trong sử ký về các vua Israel. A-cha an giấc cùng các tổ phụ mình, và người ta chôn người tại Samari. Joach, con trai người, kế vị người. Năm thứ 37 đời Joach vua Juda thì Gio-Ách con trai Joacha lên ngôi làm vua Israel tại Samari và người cai trị 16 năm. Người làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va, không từ bỏ tội lỗi của Jeroboam con trai Nebat đã gây cho Israel phạm tội mà cứ làm theo. Các chuyện khác của Joach mọi công việc người làm. Thế nào người đánh giặc cùng Amasia vua Juda và sự mạnh dạn người làm sao? Thấy đều chép trong sử ký về các vua Israel. Joach an giấc cùng các tổ phụ người, rồi Jeroboam kế vị người. Joach được chôn tại Samari chung với các vua Israel. Elise đau bệnh. Tại bệnh ấy người phải chết. Joach vua Israel đến thăm người, khóc trước mặt người mà nói rằng, hỡi cha tôi, cha tôi, xe và lính kỵ của Israel. Elise bèn nói với người rằng, hãy lấy cung và tên. Joach lấy cung và tên. Elise lại nói với vua Israel rằng, hãy lấy tay ngươi dương cung. Vua bèn dương cung. Rồi Elise đặt tay mình trên tay vua mà nói rằng, hãy mở cửa sổ về phía đông. Joach bèn mở cửa ra. Elise lại nói, hãy bắn. Người bèn bắn. Bây giờ Elise tiếp rằng, ấy là cái tên thắng hơn của Đức Giê-hô-va, tức là cái tên thắng hơn dân Syri, vì ngươi sẽ hãm đánh dân Syri tại a phét đến đổi tuyệt diệt chúng nó. Elise tiếp rằng, hãy lấy tên. Joach bèn lấy tên. Elise lại nói rằng, hãy đập xuống đất. Ách đập ba lần rồi ngừng. Người của Đức Chúa Trời nổi giận nói với vua rằng, nếu vua đã đập năm sáu lần thì mới đánh dân Syri cho đến tận diệt, nhưng dài vua sẽ đánh dân Syri ba lần mà thôi. Elise qua đời và người ta chôn người. Đầu năm sau, có đoàn quân Moab toan vào xứ. Và xảy ra có kẻ chôn một người, thấy đoàn quân ấy đến liền liền thay vào mồ Elise cái chết vừa đụng hài cốt Elise thì sống lại và đứng dậy. Trọn đời Joacha, Acha, Hasael vua Syria có hà hiếp dân Israel, nhưng Đức Giê-hô-va làm ơn cho chúng, lấy lòng thương xót và đói xem họ vì cớ lời giao ước của Ngài đã lập với Abraham, Isaac và Jacob. Ngài không muốn diệt chúng, không từ bỏ chúng khỏi trước mặt Ngài cho đến ngày nay. Hasael, vua Syria băng hà. Benhadad, Hadad, con trai người kế vị người. Joach, con trai Joacha, lấy lại khỏi tay Benhadad, Hadad, con trai Hasael, các thành mà Benhadad Hadad đã đánh lấy được của Joacha cha người. Joach đánh ben ha Hadad ba lần và khôi phục các thành của Israel. Chương 14. Năm thứ hai đời Joach con trai Joacha vua Israel, thì Amasia, con trai Joash vua Juda lên ngôi. Người được 25 tuổi khi tức vị vua và cai trị 29 năm tại Jerusalem. Mẹ người tên là Dê Hoa quê ở Jerusalem. Người làm điều thiện trước mặt Đức Giê-hô-va, song chẳng như David tổ tiên người. Người làm theo mọi điều của Joash cha mình đã làm. Dù vậy, người không dở các nơi cao đi dân sự cứ tế lễ và sông hương trên các nơi cao ấy. Vừa khi nước người được vững chắc, người bèn xử tử những tôi tớ đã giết vua cha mình. Nhưng người không xử tử con cái của kẻ sát nhân ấy, y theo lời đã chép trong sách luật pháp của mô xe Trong đó Đức Giê-hô-va có phán rằng, Người ta sẽ không giết cha thế cho con, cũng sẽ chẳng giết con thế cho cha. Mỗi người sẽ chết vì tội lỗi riêng mình. Amasia giết một muôn quân Edom tại trong trũng muối, hãm lấy thành sê la và đặt tên là thang Hãy còn đến ngày nay. Đoạn Amasia sai sứ giả đến cùng Joach, con trai Joach, cháu Jehu, vua Israel, mà nói rằng: Hãy đến để chúng ta tranh chiến nhau. Joach, vua Israel, sai sứ trả lời lại với Amasia, vua Judah, mà rằng: Cây gai tại Liban. Sai nói với cây hương nam cũng ở Ly Bang mà rằng, hãy gả con gái ngươi làm vợ con trai ta. Nhưng có thú rừng của Ly Bang đi ngang qua, dày đạp cây gai này dưới chân. Ngươi đã đánh dân Edom và lòng ngươi đầy kiêu ngạo, khá hưởng vinh hiển và ở lại trong nhà ngươi. Cớ sao ngươi muốn gây cho mình mắc tai vạ, khiến cho ngươi và Judah bị hư hại. Amasia không muốn nghe vô ách, Vậy Joach vua Israel bèn đi lên, rồi người và Amasia vua Judah giao chiến nhau tại Beth Shemet trong xứ Judah. Quân Judah bị quân Israel đánh bại. Quân Judah bèn chạy trốn mỗi người về trại mình. Tại Beth Shemet, Joach vua Israel bắt Amasia vua Judah, con trai Joach, cháu Achacia, đoạn đi đến Jerusalem, phá vách thành từ cửa Ephraim cho đến cửa góc một khúc dài 400 thước. Người đoạt lấy những vàng, bạc và mọi khí dụng ở trong đền thờ của Đức Giê-hô-va và những bửu vật của đền vua. Người cũng lấy kẻ cầm làm tin rồi trở về Samari. Các chuyện khác của dô ách những công việc người làm, sự mạnh dạng người, cuộc chiến trận của người với Amasia vua Judah đều đã chép trong sử ký về các vua Israel. Joach an giấc cùng các tổ phụ người và được chôn tại Samari chung cùng các vua Israel. Rồi Jeroboam con trai người kế vị người. Amasia con trai Joach vua Juda còn sống 15 năm sau khi Joach con trai Joacha vua Israel đã băng hà. Các chuyện khác của Amasia đều chép trong sử ký về các vua Juda. Tại Jerusalem có kẻ phản nghịch với người, người bèn trốn đến Laki nhưng người ta sai rượt theo người đến La Ki và giết người tại đó. Đoạn, có người chở thay người trên ngựa đến Jerusalem và chôn người chung cùng các tổ phụ người tại thành David. Cả dân Juda bèn lập Asaria làm vua thế cho Amasia cha người. Tuổi người đã 16. Sau khi vua cha an giấc cùng các tổ phụ mình, người lại xây Elat và khôi phục thành ấy về dưới quyền Judah năm thứ 15 đời Amasia con trai Joach vua Juda thì Jeroboam con trai Joach lên ngôi làm vua Israel tại Samari, người cai trị 44 năm. Người làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va, chẳng từ bỏ tội lỗi của Jeroboam con trai Nebat đã gây cho Israel phạm tội. Người khôi phục bờ cõi Israel từ nơi giáp Hamat cho đến biển đồng bằng theo như lời Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel đã phán bởi miệng tiên tri Yona, tôi tớ ngài là con trai Amitai ở tại gác hê vả Và Đức Giê-hô-va đã thấy Israel bị gian nan rất cay đắng, vì trong Israel chẳng còn ai tự do hoặc nô lệ nữa, cũng chẳng có ai tiếp cứu Israel. Đức Giê-hô-va không có phán rằng Ngài sẽ xóa danh Israel khỏi dưới trời bèn cậy Jeroboam con trai vô ách mà giải cứu họ. Các chuyện khác của Jeroboam, những công việc người, sự mạnh dạn người, thế nào người chiến trận và khôi phục lại cho Israel, Damascus và Hamas trước đã phục Juda. Mọi việc ấy đều đã chép trong sử ký về các vua Israel. Jeroboam an giấc cùng các tổ phụ người là các vua Israel rồi Sachari con trai người, kế vị người chương 15. Năm thứ 27 đời Jeroboam vua Israel thì Asaria con trai Amasia vua Juda lên làm vua. Người được 16 tuổi khi lên ngôi và cai trị 52 năm tại Jerusalem. Mẹ người tên là Jecolia quê ở Jerusalem. Người làm điều thiện trước mặt Đức Giê-hô-va, cứ theo mọi điều của Amasia cha người đã làm. Thế mà người không dở các nơi cao đi, dân sự cứ cúng tế và sông hương trên các nơi cao. Đức Giê-hô-va giáng họa cho vua, khiến bị bệnh phung cho đến ngày người chết, người phải rút ở trong nhà riêng. Vô Tham, con trai vua, cai quản đền vua và xét đoán dân sự của xứ. Các chuyện khác của Asaria, những công việc người đều đã chép trong sử ký về các vua Juda. Asaria an giấc cùng các tổ phụ người và được chôn cùng họ tại trong thành David. Yotham, con trai người, kế vị người. Năm thứ 38 đời Asaria vua Juda, Sachari, con trai Jeroboam, lên làm vua Israel tại Samari, người cai trị 6 tháng. Người làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va, y như các tổ phụ mình đã làm. Người không từ bỏ tội lỗi của Jeroboam, con trai Nebat, là tội đã gây cho Israel phạm tội. Và Shalum con trai Gia Bê, giấy nghịch cùng người, đánh giết người tại trước mặt dân sự, đoạn làm vua thế cho người. Các chuyện khác của Sachari đều chép trong sử ký về các vua Israel. Như vậy là ứng nghiệm lời của Đức Giê-hô-va phán cho Giê-hu rằng, dòng dõi ngươi sẽ ngồi trên ngôi Israel cho đến đời thứ tư. Thật vậy, ấy là điều đã xảy đến. Năm thứ 39 đời Osir vua Judah, Salum, con trai Yabe lên làm vua, cai trị một tháng tại Samari. Menahem, con trai Gadi, ở tiệc Sa, đi lên Samari, đánh Salum, con trai Yabe, tại Samari và giết người đi. Đoạn Menahem lên làm vua thế cho. Các chuyện khác của Salum và người phản ngụy làm sao, đều chép trong sử ký về các vua Israel. Bây giờ, Menahem đi khỏi tiệc Sa hãm đánh tiếp sắt cả dân sự ở trong và khắp địa hạt chung quanh bởi vì thành ấy không khứng mở cửa cho nên người đánh nó và mổ bụng hết thảy người đàn bà có ngén ở tại đó năm thứ 39 đời Asaria vua Juda thì Menahem con trai đi lên làm vua Israel và cai trị 10 năm tại Samari người làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va trọn đời chẳng hề lìa khỏi các tội lỗi của Jeroboam con trai Nebat là tội đã gây cho Israel phạm tội. Phun, vua Asheri, loán đến trong xứ. Menahem bèn nộp cho người một ngàn ta lân bạc để người giúp đỡ làm cho nước mình đặng vững vàng trong tay người. Menahem thâu lấy tiền bạc ấy nơi dân Israel, tức nơi những người có tài sản nhiều, cứ mỗi người 50 siết lơ bạc đặng nộp cho vua Asheri đoạn vua Asheri trở về, chẳng ở lâu tại xứ. Các chuyện khác của Menahem và những công việc người đều đã chép trong sử ký về các vua Israel. Menahem an giấc với các tổ phụ người và phê Kahir, con trai người, kế vị người. Năm thứ 50 đời Asaria vua Juda thì phê Kahir, con trai Menahem lên làm vua Israel tại Samari và cai trị 2 năm người làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va không từ bỏ tội lỗi của giê am con trai Nebat là tội đã gây cho Israel phạm tội. Phê-ca, con trai Remalia, quan tổng binh người, phản nghịch người và đánh người tại Samari trong thành lũy của đền vua, luôn với gốp và ari -e. người có 50 người gala ác theo mình. vậy người giết Phê-ca-hia và cai trị thế cho các chuyện khác của phê và những công việc của người đều chép trong sử ký về các vua Israel. Năm thứ 52, đời Asaria vua Juda thì phê -ca, con trai Remalia lên làm vua Israel tại Samari và cai trị 20 năm. Người làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va, không từ bỏ tội lỗi của Jeroboam con trai Nebat là tội đã gây cho Israel phạm tội trong đời phê ca vua Israel. Tiết la phi xe vua Asheri loán đến chiếm lấy Iyon, Aben bết ma ca gia no kê hát so miền ga ác miền Galilee và cả địa phận nép đoạn đem dân sự các xứ ấy sang a Ose con trai Ela mưu phản phê ca con trai Remalia và đánh giết người rồi lên làm vua thế cho nhằm năm thứ 20 đời Jotham, con trai Osir. Các chuyện khác của phê -ca và những công việc người đều chép trong sử ký về các vua Israel. Năm thứ hai đời phê -ca, con trai Remalia, vua Israel, thì Jotham, con trai Osir, vua Judah, lên ngôi làm vua. Người được 25 tuổi khi tức vị, cai trị 16 năm tại Jerusalem. Mẹ người tên là Jerusha, con gái xa Đốc, người làm điều thiện trước mặt Đức Giê-hô-va, cứ theo trọn mọi điều ô xia cha người đã làm. Dầu vậy, người không dở các nơi cao, dân sự cứ cúng tế và sông hương trên các nơi cao đó. Ấy là vô tham xây cất cửa thượng của đền thờ Đức Giê-hô-va. Các chuyện khác của vô tham và những công việc người đều chép trong sử ký về các vua Judah. Trong lúc đó, Đức Giê-hô-va khởi khiến Resin, vua Syri và Phê-ca, con trai Remalia đến hãm đánh Juda. Vô tham an giấc cùng các tổ phụ người được chôn bên họ tại thành David tổ tiên người. A cha, con trai người lên làm vua thế cho người. Chương 16. Năm thứ 17 đời Phê-ca, con trai Remalia thì A cha, con trai Vô tham Vua Judah lên làm vua. Acha được 20 tuổi khi người lên làm vua, người cai trị 16 năm tại Jerusalem. Người chẳng làm điều thiện trước mặt Jehovah Đức Chúa Trời người, như David tổ phụ người đã làm. Những người đi theo con đường của các vua Israel, thậm chí bắt chước theo gương gớm ghiếc của các dân tộc Đức Jehovah đã đuổi khỏi trước mặt dân Israel mà đưa con trai mình qua lửa người cũng cúng tế và sông hương trên các nơi cao, trên gò và dưới các cây rậm. Bây giờ Rosin vua Syri và phê -ca, con trai Remalia vua Israel, đều đi lên đặng hãm đánh Jerusalem. Họ vây Acha nhưng không thắng người được. Ấy nhằm lúc đó, Resin vua Syri khôi phục E-lát về nước Syri. Người đuổi dân Juda khỏi E-lát và dân Syri bèn đến E-lát ở đó cho đến ngày nay. Acha, sai sứ giả đến Tiết La Phi vua Assyri, nói với người rằng, Tôi là kẻ tôi tớ vua, là con trai vua. Hãy đi đến giải cứu tôi khỏi tay vua Syri và vua Israel đã dấy lên cùng tôi. Acha lấy bạc và vàng có ở trong đền thờ Đức Giê-hô-va và ở trong kho đền vua, gửi đem làm của lễ cho vua Assyri. Vua Assyri nhậm làm điều Acha xin. Đi lên hãm đánh Đa Mách và chiếm lấy, bắt đem dân cư nó sang Kira và giết Resin. Acha bèn đi đến Damas đặng đón Tiết La Phileshe, vua Asheri. Acha thấy một cái bàn thờ ở tại Damas, bèn gửi kiểu mẫu và hình bàn thờ ấy tùy theo cách chế tạo nó cho thầy tế lễ Uri. Thầy tế lễ Uri chế một cái bàn thờ y theo kiểu mà vua Acha từ Damas đã gửi đến thầy tế lễ Uri chế xong bàn thờ ấy trước khi vua trở về. Khi vua từ Đa Mách trở về, thấy bàn thờ bèn lại gần và dân của lễ trên nó. Người xông trên bàn thờ của lễ thiêu và của lễ chay mình, đổ ra lễ quán và huyết về của lễ thù ân tại trên đó. Còn bàn thờ bằng đồng ở trước mặt Đức Giê-hô-va thì người cất khỏi chỗ nó tại trước đền thờ giữa bàn thờ mới và đền của Đức Giê-hô-va rồi để nó bên bàn thờ của người về phía bắc. Đoạn, vua Acha truyền lệnh cho thầy tế lễ Uri rằng: Người sẽ xông trên bàn thờ lớn của lễ thiêu buổi sáng và của lễ chay buổi chiều của lễ thiêu và của lễ chay của vua, lại xông của lễ thiêu và của lễ chay của cả dân sự trong xứ. Cũng đổ ra tại trên nó lễ quán của họ và tưới cả huyết con sinh dùng làm của lễ thiêu luôn cả huyết về các con sinh khác. Còn bàn thờ bằng đồng ta sẽ dùng cầu vấn ý Chúa. Thầy tế lễ Uri làm theo mọi điều vua Acha truyền dạy cho người. Vả lại, vua Acha dỡ các miếng trám của những tán và cất hết những chậu đặt ở trên, lại hạ cái biển bằng đồng xuống khỏi bò nâng nó, rồi đem để nó trên một nền lót đá. Vì cớ vua Asheri Người cũng đổi trong đền thờ của Đức Giê-hô-va cái hiên cửa dùng về ngày Sa-bát mà người ta đã xây trong đền và cửa ngoài để dành cho vua. Các chuyện khác của A-cha và những công việc người làm đều chép trong sử ký về các vua Juda. Đoạn A-cha an giấc cùng các tổ phụ người được chôn bên họ trong thành David. e chia con trai người, kế vị người. Chương 17 Chương 17 năm thứ 12 đời Acha vua Juda thì Ose con trai Ela lên làm vua Israel tại Samari người cai trị 9 năm người làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va song chẳng bằng các vua Israel trước người San Manasa vua Assyri đi lên hãm đánh Ose người bị thần phục San Manasa và đóng thuế cho người nhưng vua Assyri thấy Osê toàn mưu phản, vì Osê có sai sứ giả đến show vua Egypto và không nộp thuế cho vua Assyri như người hàng năm đã làm. Vua Assyri bèn bắt người, xiềng lại và hạ ngục. Đoạn vua Assyri đi lên xâm chiếm cả xứ, đến vây Samari trong ba năm. Năm thứ chín đời Osê, vua Assyri hãm đánh Samari, đem dân Israel sang qua Assyri, lập họ ở tại Chala và trên bờ Cha sông của Gô Sang, cùng trong các thành nước Medi. Và dân Israel đã phạm tội cùng Jehovah Đức Chúa Trời của họ, là đấng đã rút họ ra khỏi xứ Ai và khỏi tay hài hiếp của Pharaoh vua Ai Chúng đã kính thờ các thần khác, theo thói tục của các dân tộc mà Đức Giê-hô-va đã đuổi khỏi trước mặt dân Israel và theo lệ mà các vua Israel đã định. Dân Israel làm lén những việc bất chính, nghịch cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời của chúng, xây dựng những nơi cao trong khắp các thành họ, từ tháp vọng canh cho đến thành kiên cố, dựng lên những trụ thờ trên các nỗng cao và dưới những cây rậm. Tại trên các nơi cao, chúng sông hương y như các dân tộc mà Đức Giê-hô-va đã đuổi khỏi trước mặt họ, phạm những việc gian ác và chọc giận Đức Giê-hô-va. Chúng hầu việc những hình tượng mà Đức Giê-hô-va đã cấm chúng rằng, các ngươi chớ thờ chúng nó. Xong Đức Giê-hô-va cậy miệng các đấng tiên tri và những kẻ tiên kiến mà khuyên Israel và Judah rằng, khá từ bỏ đường ác của các ngươi hãy gìn giữ điều răng và luật lệ ta tùy theo các mạng lệnh ta kệ những tiên tri là tôi tớ ta mà truyền cho tổ phụ các ngươi nhưng chúng không muốn nghe cứng cổ mình y như các tổ phụ của chúng không có lòng tin jehovah đức chúa trời của họ chúng khinh bỏ các luật lệ và giao ước ngài đã lập cùng tổ phụ họ và những lời chứng mà ngài đã phán với họ chúng đi theo các thần hư không và trở thành hư không bắt chước các dân tộc ở chung quanh mình mà Đức Giê-hô-va đã cấm làm theo gương của chúng nó. Chúng khinh bỏ hết thảy giới mạng của Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình, tự đúc lấy hai tượng bò con, cùng làm thần tượng Asera, thờ lại hết thảy cơ binh trên trời và thờ phượng ba anh. Chúng cũng đưa con trai con gái mình qua lửa, dùng tà thuật, tin bói khoa, chuyên làm điều dữ trước mặt Đức Giê-hô-va để chọc giận Ngài. Bởi cớ ấy, Đức Giê-hô-va rất nổi giận dữ cùng dân Israel, xua đùa chúng khỏi trước mặt Ngài, chỉ còn lại chi phái Giu-đa mà thôi. Chính Giu-đa cũng không vâng giữ các điều răn của Giê-hô-va Đức Chúa Trời của họ, bèn đi theo những lệ luật mà Israel đã lập. Thế thì, Đức Giê-hô-va từ bỏ cả dòng dõi Israel làm khốn khổ họ và phó họ vào tay các kẻ cướp giật cho đến phải lưu đày cách xa mặt ngài. Israel đã phân rẽ nhà David, tôn Jeroboam con trai Nebat làm vua, người quyến dụ Israel bội nghịch Đức Giê-hô-va và khiến cho họ phạm tội lớn. Dân Israel đều đi trong hết thảy tội lỗi của Jeroboam đã phạm, chẳng từ bỏ chút nào cho đến ngày Đức Giê-hô-va đầy đuổi họ khỏi trước mặt Ngài y như ngài đã phán bởi miệng của các tiên tri tôi tớ ngài. Vậy, Israel bị cất khỏi xứ mình, lưu đày qua Assyri cho đến ngày nay. Vua Assyri đem người ở Babylon, Cutha, Ava, Hamat và Shephat-vaim đặt ở trong các thành của Samari thế cho dân Israel. Chúng chiếm lấy nước Samari và ở trong các thành nó khi chúng bắt đầu trú ngụ tại đó thì không kính sợ Đức Giê-hô-va, nên Đức Giê-hô-va sai sư tử đến giết mấy người trong bọn chúng. Người ta bèn nói với vua Aseri rằng, các dân mà vua đã đem qua đặt trong các thành của Samari không biết lệ thờ phượng thần của xứ Vì vậy thần đó có sai sư tử đến giết họ, tại họ không biết lệ thờ lại thần của xứ vậy. Vua Aseri liền truyền lệnh rằng, trong những thầy tế lễ mà các ngươi đã bắt ở đó đem qua đây. Các ngươi hãy lấy một người, dẫn về ở tại trong xứ đó, đặng dạy lễ thờ lại thần của xứ. Ấy vậy, một kẻ trong những thầy tế lễ mà chúng đã bắt ở Samari đem đi trở về ở tại Bê Tên và dạy dỗ dân sự phải thờ lại Đức Giê-hô-va làm sao. Xong, mỗi dân tộc đều tạo thần riêng cho mình, đặt nó trong những chùa miễu tại trên các nơi cao mà dân Samari đã dựng lên, tức dân tộc nào đặt thần mình trong thành ấy. Dân Babylon tạo hình tượng Sukkot-Benot, dân Cút tạo hình tượng nẹt ganh dân Hamak tạo hình tượng Ashima, dân Avim tạo hình tượng Nipka và tác dân Shephat vaim thiêu con cái mình trong lửa cho atram và Anamelech, hai thần của dân sê phạt va im Chúng kính sợ Đức Giê-hô-va, nhưng chọn những người trong bọn mình lập làm thầy tế lễ về các nơi cao. Những thầy tế lễ ấy vì chúng dân những của tế lễ tại trong chùa miễu của các nơi cao đó. Các dân tộc ấy kính sợ Đức Giê-hô-va, song cũng hầu việc các thần mình theo thói tục của những dân tộc mà họ bị dời ra khỏi đó. Ngày nay, chúng hãy còn làm theo thói tục cũ mình. Chúng không kính sợ Đức Giê-hô-va, chẳng vâng giữ hoặc luật lệ hoặc thói tục hoặc luật pháp hay là điều răng truyền cho con cháu Gia-cốp mà Ngài đặt tên là Israel. Đức Giê-hô-va đã lập giao ước với chúng, truyền dạy chúng rằng các ngươi chớ kính sợ các thần khác, chớ thờ lại hầu việc chúng nó và đừng tế lễ chúng nó. Nhưng các ngươi khá kính sợ Đức Giê-hô-va là đấng dùng đại năng và cánh tay dơ thẳng ra, đem các ngươi ra khỏi ai Đấng đó, các ngươi phải kính sợ thờ lại và dân của lễ cho. Các luật lệ, điều răn quy tắc và mạng lệnh mà Ngài chép cho các ngươi, các ngươi khá gìn giữ làm theo đời đời chớ nên kính sợ các thần khác. Các ngươi chẳng nên quên giao ước mà ta lập với các ngươi, chớ kính sợ các thần khác, nhưng khá kính sợ Giê-hô-va, Đức Chúa trời của các ngươi. Ngài sẽ giải cứu các ngươi khỏi tay các kẻ thù nghịch. Dầu vậy, các dân tộc ấy không nghe theo, nhưng còn làm theo thói tục cũ của mình. Như vậy, các dân tộc ấy kính sợ Đức Giê-hô-va và cũng hầu việc những hình tượng chạm của mình. Tổ phụ chúng nó làm thế nào, thì con cái cháu chắc chúng nó cũng hãy còn làm thế ấy cho đến ngày nay. Chương 18 Năm thứ ba đời ô -xê, con trai Ela vua Israel, thì e chia con trai A-cha vua Judah lên làm vua. Người được 25 tuổi khi lên làm vua, và cai trị 29 năm tại Jerusalem. Mẹ người tên là Abi, con gái của Sachari. Người làm điều thiện trước mặt Đức Giê-hô-va y như David tổ phụ người đã làm. Người phá hủy các nơi cao, đập bể những trụ thờ, đánh hạ các Asera và bẻ gãy con rắn đồng mà Mô-xe đã làm, bởi vì cho đến khi ấy, dân Israel sông hương cho nó. Người ta gọi hình dáng ấy là Nehutan. Ezechia nhờ cậy nơi Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel, nên trong các vua sau người hoặc trong những vua trước người, chẳng có một ai giống như người. Người chiếu mến Đức Giê-hô-va, không xây bỏ Ngài, song gìn giữ các điều răn mà Đức Giê-hô-va đã truyền cho Môi-se. Đức Giê-hô-va ở cùng người, hãy người đi làm sự gì đều được thành tựu người giấy nghịch với vua Asheri, không phục vua ấy nữa. Người hãm đánh xứ dân Philippines cho đến Gaza và địa hạt chung quanh thành, từ tháp vọng canh đến thành kiên cố. Xảy ra năm thứ tư đời Ezechia, nhằm năm thứ bảy đời Ose con trai Ela vua Israel, thì sanh Manasa, vua Asheri, đi lên đánh Samari và vây nó. Cuối ba năm, người hãm lấy ấy vậy nhằm năm thứ sáu đời Ezechia năm thứ chín đời Ose vua Israel thì Samari bị chiếm lấy vua Assyri đem dân Israel qua Assyri đặt tại Chala và trên bờ Chabo sông xứ Gosan cùng trong các thành của Medi ấy vì chúng không có vâng theo lời phán của Jehovah Đức Chúa Trời mình nhưng bội giao ước ngài không khứng nghe và chẳng làm theo các điều mà môi xe tôi tớ của Đức Giê-hô-va đã truyền cho. Năm thứ 14 đời ê chia sang chia vua a đến đánh các thành kiên cố của Juda và hãm lấy nó. ê chia vua Juda sai sứ đến La-ki nói với vua a rằng Tôi phạm lỗi, cầu vua lìa khỏi nước tôi, Hãy vua đòi tôi điều gì tôi sẽ chịu vua Aseri bắt Ezechia vua Juda phải trả 300 ta lân bạc và 30 ta lân vàng. Ezechia nộp cho người các bạc ở trong đền Đức Giê-hô-va và trong kho tàng của cung vua. Bây giờ, Ezechia gỡ vàng của các cửa và cột đền thờ Đức Giê-hô-va mà chính mình người đã cẩn vào rồi nộp hết cho vua Aseri. Xong, vua Aseri ở Laki sai tạc tang Rapshari và Rapshake đem theo một đạo binh mạnh đến Jerusalem đánh vua Ezechia. Chúng đi lên Jerusalem và dừng lại tại cống ao trên ở bên đường ruộng thợ nện. Đoạn, chúng xin nói chuyện với vua. Eliakim, con trai Hinh kia, quan cai đền. Shepna, thư ký và Joa, con của Asap, quan thái sử, đều đi ra đến chúng. Rapshake nói cùng họ rằng, ta xin các ngươi hãy nói với Ezechia rằng, vua Asheri là vua lớn nói như vậy. Ngươi nhờ cậy ai giường ấy? Ngươi có nói chỉ những lời hư không đó thôi mà rằng, ta có mưu kế sức mạnh đặng tranh chiến. Vậy, ngươi để lòng tin cậy nơi ai mà giấy loạn cùng ta? Ta thấy rõ điều đó. Ngươi nhờ cậy nơi Egypto, thật như nương vào cây sậy gãi ví ai nương dựa nó, ắt nó sẽ đâm vào tay, soi lũng ngang qua. Phạm ai nhờ cậy pharaoh vua Egypto thì đều bị như thế. Có lẽ các ngươi sẽ nói với ta rằng, chúng tôi nhờ cậy nơi Jehovah Đức Chúa Trời của chúng tôi. Nhưng há chẳng phải các nơi cao và bàn thờ của Ngài mà Ezechia có phá hủy, truyền cho Judah và Jerusalem rằng các ngươi khá thờ phượng Chúa tại Jerusalem ở trước bàn thờ này chăng? Thế thì, ngươi hãy đánh cuộc với chủ ta là vua Assyri. Ta sẽ giao cho ngươi hai ngàn con ngựa, nếu ngươi tìm được quân kỵ để cởi chúng nó. Ấy chẳng đặng, thì ngươi làm sao đánh đuổi một quan tướng nhỏ hơn hết của chủ ta đặng? Ngươi cậy nơi Egypto đặng kiếm xe và quân kỵ sao? há chẳng phải theo lệnh của Đức Giê-hô-va mà ta loán qua miền đây đặng phá hủy nó sao? Đức Giê-hô-va thật có phán với ta rằng, hãy đi lên đánh xứ này và phá hủy nó. Eliakim, con trai Hin kia, Shepna và Yoa bèn nói với Rapsake rằng, hãy nói với các tôi tớ ông bằng tiếng Syri vì chúng tôi hiểu thứ tiếng ấy chứa nói cùng chúng tôi bằng tiếng juda vào tai dân sự ở trên vách thành rapsake đáp lại với chúng rằng há có phải cùng chủ ngươi và ngươi mà chủ ta sai ta nói các lời này sao người há chẳng sai ta đến cùng những người đứng trên vách thành để họ với ngươi ăn phẫn mình và uống nước tiểu mình sao đoạn rapsake đứng tại đó cất tiếng la lớn lên bằng tiếng Juda mà rằng: Hãy nghe lời vua Assyri là vua lớn nói. Vua nói như vậy: Chớ để cho Ezechia lường gạt các ngươi, vì hắn không tài nào giải các ngươi khỏi tay ta. Cũng chớ để người dỗ các ngươi tin cậy nơi Đức Giê-hô-va mà rằng Đức Giê-hô-va sẽ giả cứu chúng ta và thành này sẽ chẳng xa vào tay của vua Assyri đâu. Chớ nghe Ezechia, vì vua Assyri nói như vậy. Khá hòa với ta và hàng đầu ta. Mỗi người trong các ngươi sẽ được ăn hoa quả của vườn nho và của cây vả mình, cùng uống nước giếng mình. Cho đến chừng ta tới dẫn các ngươi vào trong một xứ giống như xứ của các ngươi, tức là xứ có lúa và rượu, bánh và vườn nho, một xứ xanh dầu olive và mật ong. Như thế các ngươi sẽ sống và không chết đâu. Vậy, chớ nghe Ezechia vì hắn gạt các ngươi khi nói rằng Đức Giê-hô-va sẽ giải cứu chúng ta. Những thần của các dân tộc khác há có giải cứu xứ mình khỏi tay vua Asheri chăng? Thần của Hamad và thần của Ạc Bác ở đâu? Thần của Sê Phạt Va Im, thần của Hena và thần của Iva ở đâu? Các thần đó có giải cứu Samari khỏi tay ta chăng? Trong những thần của muôn nước, có thần nào đã giải cứu xứ họ khỏi tay ta chăng? Đức Giê-hô-va có thể giải cứu Jerusalem sao? Nhưng dân sự làm thinh, không đáp lại một lời, vì vua có truyền lệnh rằng các ngươi chớ trả lời. Eliakim, con trai Hin kia, quan cai đền, thư ký Na và quan thái sự Joa, con trai Asáp, trở về e quần áo xé rách, thuật cho người mọi lời của Ráp Chương 19 Hay được tin ấy, vua Ezechia xé rách quần áo mình, mặc áo bao và đi vào đền thờ của Đức Giê-hô-va. Đoạn, người sai Eliakim quan cai đền, Sép-na, thơ ký và những thầy tế lễ già hơn hết, mặc bao, đến e sai thầy tiên tri, con trai A-mốt chúng nói với người rằng Ezechia nói như vậy Ngày nay là một ngày tai nạn, sửa phạt và ô danh vì đàn bà đã đến kỳ mãn nguyệt nhưng thiếu sức đẻ con. Có lẽ Jehovah Đức Chúa Trời ông đã nghe các lời của Rapsake mà vua A-xê-ri chủ hắn đã sai đến đặng phỉ bán Đức Chúa Trời hằng sống và Jehovah Đức Chúa Trời ông sẽ quở phạt các lời Ngài đã nghe. Vậy, xin hãy cầu nguyện dùm cho những kẻ còn sống. Các tôi tớ vua Ezechia đi đến Esai. Người nói với chúng rằng, các ngươi khá đáp với chủ mình thế này. Đức Giê-hô-va phán như vậy. Chớ sợ hãi những lời các ngươi đã nghe các tôi tớ của vua Asheri dùng mà phạm đến ta. Ta sẽ khiến một thần đến cùng nó, làm cho nó nghe tiếng đồn, và nó sẽ trở về xứ mình. Tại đó, ta sẽ dùng gươm giết nó. Khi Rapsake trở về vua Assyria, thấy vua đang vây Lipna vì có hay rằng chủ mình đã lìa khỏi Laki. Vua bèn nghe nói về tiệc Haka, vua Ethiopia rằng, kìa, người đã kéo ra đặng giao chiến với ông. Bởi cơ đó, Sanchirip lại sai sứ giả đến Ezechia và dặn rằng, các ngươi hãy nói như vậy với Ezechia, vua Juda mà rằng, chớ để cho Đức Chúa Trời là đấng ngươi nhờ cậy phỉnh gạt ngươi mà nói rằng, Jerusalem sẽ chẳng bị sa vào tay vua Assyri. Kìa, người đã hay những việc các vua Assyri đã làm cho các xứ mà diệt đi hết thảy, còn ngươi sẽ thoát khỏi nào? Các thần của những dân tộc mà tổ phụ ta đã tuyệt diệt, há có giải cứu chúng chăng? là các thần của Gosan, Haran, Reshep và dân Eden ở tại Telasa. Vua Hamat, vua Akbat, vua thành Shephat Vaim, vua Hena và vua Iva đều ở đâu? Ezechia tiếp đặng thơ ở nơi tay các sứ giả bèn đọc. Đoạn, người đi lên đền thờ của Đức Giê-hô-va và mở thơ ra trước mặt Đức Giê-hô-va cầu nguyện Đức Giê-hô-va rằng, Ôi Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel, Ngài vẫn ngự ở giữa các Jerubim, chỉ một mình Ngài là Đức Chúa Trời của các nước thế gian. Chính Ngài đã làm nên trời và đất. Hỡi Đức Giê-hô-va, hãy nghiêng tai Ngài và nghe. Hỡi Đức Giê-hô-va, hãy mở mắt Ngài ra và xem. Cầu Chúa hãy nghe các lời mà san chê rip sai nói, đặng phỉ bán Đức Chúa Trời hằng sống. Đức Giê-hô-va ôi, quả thật các vua Assyri đã diệt các dân tộc và phá hoang địa phận chúng nó, ném các thần chúng nó vào lửa. Nhưng chẳng phải là thần, chẳng qua là công việc của tay người ta làm ra bằng gỗ và bằng đá, nên chúng hủy diệt các thần ấy. Vậy bây giờ, hỡi Giê-hô-va, đức Chúa trời của chúng tôi ôi, xin giải cứu chúng tôi khỏi tay Sang chê-riếp, hầu cho muôn nước trên đất biết rằng chỉ một mình Giê-hô-va là đức Chúa trời. Esai, con trai Amos, sai nói với Ezechia rằng Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel phán như vậy. Ta có nghe lời ngươi cầu nguyện cùng ta về việc sang Cherif vua Assyri. Này là lời Đức Giê-hô-va đã phán về hắn. Gái đồng trinh Si-ôn, khinh dễ, chê cười ngươi. Con gái Jerusalem đã lắc đầu theo ngươi. Ngươi phỉ bán và sỉ nhục ai, cất tiếng lên cùng ai thật ngươi đã trừng con mắt nghịch với đấng thánh của israel ngươi đã nhờ các sứ giả mình nhạo bán chúa mà rằng ta đem nhiều xe lên chót núi đến đỉnh rất xa của liban ta sẽ đốn những cây bá hương cao hơn hết và cây tòng tốt nhất của nó ta sẽ đến cõi xa hơn hết tức rừng rộng của nó ta đã đào giếng uống nước của đất lạ dưới bàn chân ta sẽ làm cạn các sông Egypto sự này ta đã làm từ lâu việc này ta đã định từ thời cổ ngươi há chẳng nghe đến sao bây giờ ta khiến cho sự đó xảy đến để cho ngươi phá hoang các thành kiên cố ra đống hư nát vì vậy dân sự của các thành ấy đều yếu đuối bị sợ hãi và hổ thẹn chúng giống như cây cỏ xanh ngoài đồng tỉ như cây cỏ trên nóc nhà khác nào lúa mì đã héo trước khi cọng chưa thành nơi ngươi ngồi lúc ngươi đi ra đi vào và sự dẫn dại ngươi đối cùng ta ta đã biết hết bởi ngươi dẫn dại cùng ta và vì lời kiêu ngạo ngươi đã thấu đến tai ta ắt ta sẽ xỏ cái vòng nơi mũi ngươi để khớp nơi môi miếng ngươi đoạn ta sẽ khiến ngươi trở về theo con đường mà ngươi đi đến hỡi ec chia nhờ dấu hiệu này ngươi nhìn biết rằng lời này sẽ ứng nghiệm năm nay các ngươi sẽ ăn vật hột giống rớt xuống sinh ra năm thứ nhì ăn vật tự mọc lên nhưng năm thứ ba các ngươi sẽ gieo và gặt trồng nho và ăn trái nó hệ giống gì thoát khỏi còn lại của dân tộc juda dưới sẽ châm rễ xuống trên sẽ kết bông trái lên vì sẽ có phần sót lại từ jerusalem mà ra kẻ thoát khỏi từ núi siôn mà đến lòng sốt sắng của Đức Giê-hô-va sẽ làm nên việc ấy. Bởi cớ đó, Đức Giê-hô-va phán về vua A-si-ri như vậy. Nó sẽ không vào thành này, chẳng xả tên trong nó, cũng chẳng kéo đến dơ khiên lên trước mặt nó và chẳng đắp lũy nghịch nó. Đức Giê-hô-va phán, nó sẽ trở về theo con đường nó đã đi đến, không vào trong thành này. Vì tại cớ ta và David kẻ tôi tớ ta, ta sẽ binh vực thành này Đặng cứu nó Trong đêm đó Có một thiên sứ của Đức Giê-hô-va Đi đến trong dinh Assyri Và giết 185.000 người tại đó Sáng ngày mai Người ta thức dậy Bèn thấy quân ấy Kìa chỉ là thây đó thôi Sang Cherib Vua Assyri bèn trở về Ở tại Ninive Một ngày kia Người thờ lại Tại trong chùa Nidroth, Thần của mình Thì Atramelet Và Sarishe giết người bằng gươm. Đoạn, chúng nó trốn trong xứ Ararat. Ê sạc con trai người, kế vị người. Chương 20 Trong lúc đó, ê chia bị bệnh nặng gần chết. Tiên tri ê con trai A-mốt, đến cùng người và nói rằng, Đức Giê-hô-va phán như vậy, Hãy trối lại cho nhà ngươi, vì ngươi sẽ thác, chẳng sống được đâu. Ezechia bèn xây mặt mình vào phía vách và cầu nguyện Đức Giê-hô-va mà rằng, ôi Đức Giê-hô-va, xin hãy nhớ lại rằng tôi đã lấy sự thành thật và lòng trọn lành đi trước mặt Chúa và làm theo điều tốt lành tại trước mặt Ngài. Đoạn Ezechia khóc rất thảm thiết. E-sai chưa đi khỏi thành trong, có lời của Đức Giê-hô-va phán với người rằng, hãy trở lại nói với Ezechia, vua của dân sự ta rằng. Jehovah Đức Chúa Trời của David tổ phụ ngươi phán như vậy. Ta có nghe lời cầu nguyện ngươi, thấy nước mắt của ngươi. Này, ta sẽ chữa lành cho ngươi. Đến ngày thứ ba, ngươi sẽ đi lên đền của Đức Giê-hô-va. Ta sẽ thêm tuổi ngươi 15 năm. Ta sẽ giải cứu ngươi và thành này khỏi tay vua Assyri. Vì cớ ta và David kẻ tôi tớ ta, ta sẽ binh vực thành này. Esai bèn biểu hãy lấy một cái bánh trái vả. Người ta lấy nó đắp trên một ung thì vua được lành. Vả Ezechia đã hỏi e-sai rằng, Bởi dấu nào tôi phải nhìn rằng Đức Giê-hô-va sẽ chữa lành cho tôi và đến ngày thứ ba tôi sẽ được đi lên đền của Ngài? e-sai đáp, này là dấu Đức Giê-hô-va ban cho ngươi, đặng làm chứng cho ngươi biết Ngài sẽ làm thành điều Ngài đã phán ra. Ngươi muốn bắn tới trước 10 độ hay là lui lại 10 độ chăng? ê e đáp, bóng tới trước 10 độ thì chẳng khó gì. Không, thà nó lui lại sau 10 độ thì hơn. Thầy tiên tri e ê cầu khẩn Đức Giê-hô-va, Ngài bèn đem bóng đã dọi trên trắc ảnh A-cha lui lại 10 độ, là 10 độ đã xuống rồi. Trong lúc đó, Bê-rô-đác, Ba-la-đan, con trai Ba-la-đan vua Babylon, gửi thơ và lễ vật cho chia vì người đã hay rằng chia đau. chia nghe lời các sứ giả tâu thì vui mừng, bèn dẫn chúng viếng đền là nơi chứa các vật quý, bạc, vàng, thuốc thơm, dầu quý, lại cho xem trại cơ khí và mọi vật trong kho tàng mình. Chẳng có chi trong đền hoặc trong nước mà chia không cho chúng xem thấy tiên tri e sai bèn đi đến vua e và hỏi người rằng các người đó nói chi và ở xứ nào đến e đáp chúng đến từ xứ xa từ babylon e sai tiếp vua cho chúng xem chi trong đền của vua e đáp chúng có thấy mọi vật ở trong đền ta chẳng gì trong các kho tàng ta mà ta chẳng chỉ cho chúng xem e sai bèn nói với e rằng Hãy nghe lời của Đức Giê-hô-va. Thì giờ sẽ đến, khi mọi vật ở trong đền vua, mọi vật mà các tổ phụ vua đã chất chứa trong kho tàng cho đến ngày nay, đều sẽ bị đem qua Babylon. Đức Giê-hô-va phán, sẽ chẳng còn chi lại hết. Lại, những đứa con trai của vua, do nơi vua sinh ra, sẽ bị bắt dẫn đi làm hoạn quan trong đền vua Babylon. E chia đáp với Esai rằng, Lời của Đức Giê-hô-va mà ngươi đã nói là thiện. Người tiếp, ít nữa trong đời tôi sẽ có điều bình yên và sự vững vàng chăng. Các chuyện khác của Esechia, sự mạnh dạng người, cuộc xây hồ chứa nước và kinh dẫn nước vào trong thành, đều chép trong sử ký về các vua Judah. Esechia an giấc cùng các tổ phụ mình. Manashe, con trai người, kế vị người chương 21 Manashe được 12 tuổi khi người lên làm vua. Người cai trị 55 năm tại Jerusalem. Mẹ người tên là Hepshiba. Người làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va và theo sự thờ phượng gớm ghiếc của các dân tộc mà Đức Giê-hô-va đã đuổi khỏi trước mặt dân Israel. Người sửa xây lại các nơi cao mà ê chia cha người đã phá hủy lập bàn thờ cho ba anh, dựng hình tượng Asera giống như của Ahab vua Israel đã làm, cúng thờ toàn cơ binh trên trời và hầu việc nó. Người cũng lập bàn thờ trong đền của Đức Giê-hô-va, mà Đức Giê-hô-va có phán về đền thờ rằng, ấy tại nơi Jerusalem ta để danh ta ngự. Người xây những bàn thờ cho toàn cơ binh trên trời, tại nơi hai hành lang về đền thờ của Đức Giê-hô-va người đưa con trai mình qua lửa, tập tành phép thiên văn và việc bói điềm, lập lên những đồng cốt và thầy bói. Người làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va quá chừng, chọc giận ngài hoài. Còn hình tượng Asherah mà người đã làm thì người dựng trong đền thờ mà Đức Giê-hô-va có phán với David và Salomon con trai người rằng ấy trong đền này và trong Jerusalem thành ta đã chọn trong các chi phái Israel mà ta sẽ đặt danh ta ngự đời đời nếu Israel lo gìn giữ mọi điều ta đã phán dạy, mọi luật pháp mà Môi-se tôi tớ ta đã truyền cho chúng nó, thì ta sẽ chẳng để dân Israel đi siêu lạc ngoài xứ mà ta đã ban cho tổ phụ chúng nó. Nhưng chúng nó không nghe, chúng nó bị Manasseh quyến dụ làm gian ác hơn các dân tộc mà Đức Giê-hô-va đã tuyệt diệt khỏi trước mặt dân Israel. Đức Giê-hô-va bèn cậy các tiên tri là tôi tớ Ngài mà phán rằng, vì manasseh vua juda đã phạm những sự gớm ghiếc ấy và có làm ác hơn mọi điều dân amoris đã làm trước người cùng quyến dụ juda phạm tội với hình tượng nó vì cớ đó jehovah đức chúa trời của israel phán như vậy kìa ta sẽ dán trên jerusalem và trên juda những tai họa cả thể đến đổi phàm ai nghe nói đến phải lùng bùng lỗ tai ta sẽ giăng trên jerusalem dây đo samari và cân nhà của Ahab. Ta sẽ xóa sạch Jerusalem như người ta chùi rửa cái dĩa rồi úp nó xuống sau khi rửa xong. Ta sẽ từ bỏ phần còn sót lại về sản nghiệp ta, phó chúng nó vào tay thù nghịch chúng nó. Chúng nó sẽ trở thành hóa tài và miếng mồi của họ, vì chúng nó làm những điều ác trước mặt ta, chọc giận ta, từ ngày tổ phụ chúng nó ra khỏi Egypto cho đến ngày nay. Manashe cũng đổ nhiều huyết vô tội ra, đến đổi Jerusalem bị ngập từ đầu này đến đầu kia. Lại phụ thêm những tội lỗi người phạm, gây cho Juda phạm tội nữa, và làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va. Các chuyện khác của Manashe, những công việc người và tội người đã phạm đều chép trong sử ký về các vua Juda. Manashe ăn giấc với tổ phụ người, được chôn trong vườn của đền người tức trong vườn u sa Amon, con trai người cai trị thế cho người khi a lên làm vua tuổi được 22, người cai trị 2 năm tại jerusalem mẹ người tên là Mê-xu-lê-mết con gái của harut cháu của yoba người làm điều ác trước mặt đức Giê-hô-va y như manase cha người đã làm người đi theo y một đường của cha người hầu việc hình tượng mà cha người đã hầu việc và quỳ lại trước mặt chúng nó người lìa bỏ jehovah đức chúa trời của tổ phụ mình không đi theo con đường của đức jehovah vả những tôi tớ của a môn mưu phản người và giết người tại trong đền vua nhưng dân của xứ giết hết thảy những kẻ phản nghịch vua a môn và tôn josiah con trai người lên làm vua thế cho người các chuyện khác của a môn và công việc người làm đều chép trong sử ký về các vua Juda. Người được chôn trong mồ mã người nơi vườn Usa, rồi Yosia, con trai người, kế vị người. Chương 22. Khi Yosia lên làm vua, được 8 tuổi, người cai trị 31 năm tại Jerusalem. Mẹ người tên là Jedida, con gái của Adaya, cháu Bô Cát. Người làm điều thiện trước mặt Đức Giê-hô-va, đi theo trọn con đường của David tổ phụ mình, không tẻ tách hoặc về bên hữu hoặc về bên tả. Năm thứ 18 đời Yosia, vua sai thơ ký sa phan con trai Asalia, cháu Mê-su-lam đến đền Đức Giê-hô-va mà dặn rằng Hãy đi lên thầy tế lễ thượng phẩm hình kia đếm bạc đã đem đến trong đền thờ của Đức Giê-hô-va, tức là bạc mà các người giữ cửa đền thờ đã thâu lấy nơi dân sự. Đoạn, hãy giao bạc ấy cho những kẻ coi sóc việc đền thờ của Đức Giê-hô-va, để họ giao lại cho thợ, sửa sang các nơi hư nứt của đền thờ, tức thợ mộc, thợ xây cất, thợ hồ, và dùng mua gỗ và đá đẽo đặng tu bổ đền lại. Xong chớ tính sổ bạc giao nơi tay chúng vì chúng vốn làm thành thật. Thầy tế lễ thượng phẩm Hinh kia nói với thơ ký Sa Phan rằng Tôi đã tìm được quyển luật pháp trong đền thờ Đức Giê-hô-va. Hình kia trao quyển sách đó cho Sa Phan và người đọc nó. Đoạn thơ ký Sa Phan đến tìm vua thuật lại điều này mà rằng Các tôi tớ vua đã đóng bạc tìm đặng trong đền thờ và đã giao nơi tay các người lo coi sóc công việc đền thờ của Đức Giê-hô-va. Thư ký Sa-phan lại nói rằng: Thầy tế lễ thượng phẩm Hinh kia có trao cho tôi một quyển sách. Đoạn Sa-phan đọc sách đó trước mặt vua. Vua vừa nghe các lời của sách luật pháp liền xé quần áo mình. Đoạn vua truyền lệnh cho thầy tế lễ Hinh kia cho Ahikam con trai Safan, cho Akbo con trai Mikaya, cho Safan thư ký và cho Asaya đầy tớ của vua mà rằng: Hãy đi cầu vấn Đức Giê-hô-va cho ta, cho dân sự và cho cả Juda về các lời của sách mới tìm được. Vì cơn giận của Đức Giê-hô-va nổi lên cùng chúng ta thật là lớn lao. Tại tổ phụ chúng ta không có nghe theo các lời của sách này, và không làm theo điều đã truyền phán cho chúng ta. Vậy, thầy tế lễ hình kia, Ahikam, Akbo, Safan và Asaya đi tìm nữ tiên tri Hunda, vợ của Salum, người giữ áo lễ, con trai của Tiết Va, cháu của Hạc Ha, người ở tại Jerusalem, trong quận thứ nhì. Chúng nói chuyện với nàng. Nàng bèn nói rằng, Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của Israel nói như vậy. Hãy nói với người sai các ngươi đến ta rằng, Đức Giê-hô-va phán như vậy, ta sẽ dẫn tai họa trên chỗ này và trên dân cư nó, làm hoàn thành mọi lời của sách mà vua Juda đã đọc. Bởi vì dân Juda đã lìa bỏ ta, đốt hương cho các thần khác, chọc ta giận vì các công việc của tay chúng nó, nên cơn giận ta sẽ nổi lên cùng chỗ này không hề nguôi còn về vua Judah đã sai các ngươi cầu vấn Đức Giê-hô-va, thì hãy nói với người rằng, về các lời người đã nghe Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel phán như vậy. Khi ngươi nghe lời ta phán nghịch cùng chỗ này, và nghịch cùng dân cư nó rằng, chỗ này sẽ bị phá hoang, dân cư trở thành rủa sả, thì ngươi có lòng mềm mại, hạ mình xuống trước mặt Đức Giê-hô-va, xé quần áo mình và khóc lóc trước mặt ta. Bởi vậy cho nên ta cũng có nghe ngươi kìa, ta sẽ thâu ngươi về cùng các tổ phụ ngươi, và ngươi sẽ được thâu vào nơi mồ mả ngươi cách bình an, và mắt ngươi sẽ chẳng thấy những điều tai họa mà ta toan dán xuống trên chỗ này. Chúng bèn tâu lại cho vua những lời ấy. Chương 23 Vua bèn sai người, nhóm hiệp hết thảy những trưởng lão Juda và Jerusalem. Đoạn, vua đi lên đền thờ Đức Giê-hô-va, có hết thảy người Juda cả dân cư Jerusalem, những thầy tế lễ, đấng tiên tri cùng cả dân sự, vô luận nhỏ lớn đều đi theo người. Người đọc cho chúng nghe các lời của sách Giao ước mà người ta đã tìm được trong đền thờ của Đức Giê-hô-va. Vua đứng trên tòa, lập Giao ước trước mặt Đức Giê-hô-va, hứa đi theo Đức Giê-hô-va, hết lòng, hết ý gìn giữ những điều răn, chứng cớ và luật lệ của Ngài và làm hoàn thành lời giao ước đã chép trong sách này. Cả dân sự đều ưng lời giao ước ấy. Vua bèn truyền lệnh cho thầy tế lễ thượng phẩm hình kia, cho mấy thầy phó tế và các người giữ cửa đền thờ, cất khỏi đền thờ của Đức Giê-hô-va, hết thảy những khí giới người ta làm đặng cúng thờ ba anh, ác tạc tê và cả cơ binh trên trời. Người bảo thiêu các vật đó ngoài Giê-ru-sa-lem, trong đồng ruộng Sết-rôn, rồi đem cho nó đến bê tên. Người cũng đuổi những thầy cả của các tà thần mà những vua Juda đã lập đặng sông hương trên các nơi cao trong những thành Juda và tại các nơi chung quanh Jerusalem. Cũng đuổi đi những thầy cả dân hương cho ba anh, cho mặt trời, mặt trăng, huỳnh đạo và cả cơ binh trên trời. Người cất hình tượng ác tạc tê khỏi đền thờ của Đức Giê-hô-va, đem nó ra ngoài Jerusalem đến khe xếp rôn, thiêu đốt nó tại đó và nghiền ra cho, rồi rải cho ấy trên mồ của thường dân. Người lại phá những phòng của bợm vĩ gian ở trong đền thờ của Đức Giê-hô-va, là nơi đó người nữ dệt những trại cho ác tạc tê. Người cũng đòi đến hết thải những thầy tế lễ ở các thành giu làm ô uế những nơi cao mà chúng nó có sông hương, từ Gê ba cho đến bê ê ba lại phá những bàn thờ lập tại cửa thành, tức tại cửa Yô quan cai thành, ở về phía bên tả khi vào cửa thành. Xong, những người đã làm thầy tế lễ các nơi cao thì chẳng được lên đến bàn thờ của Đức Giê-hô-va tại Giê-ru-sa-lem. Xong họ ăn bánh không men với anh em mình. Người cũng làm ô ế tô phết tại trong chủng con cái hi nôm Hầu cho từ rày về sau, không ai được đưa con trai hay là con gái mình qua lửa cho Mò-lóc người trừ bỏ những con ngựa các vua Juda dâng cho mặt trời ở nơi cửa vào đền Đức Giê-hô-va tại nơi công đường của quan hoạn nê thang mê lét trong hành lang của đền thờ còn những xe của mặt trời thì người thiêu đốt vua Yosia cũng phá những bàn thờ mà các vua Juda đã cất trên nóc nhà lầu của vua Acha lại những bàn thờ mà Manasseh có dựng lên trong hai hành lang của đền thờ Đức Giê-hô-va thì người đập bể, cất đem khỏi chỗ và rải bụi nát nó trong khe xếp rôn. Vua cũng làm ô uế những nơi cao, ở tại trước Jerusalem, bên phía hữu núi Tà Tịch, là những nơi cao mà Salomon vua Israel đã cất lên để cúng thờ ác tạc tê, thần tượng quái gỡ của dân Sidon kê mốt, thần tượng quái gỡ của dân Moab và Minh Côm, thần tượng gớm ghiếc của dân Amôn người bẻ gãy các trụ thờ, đánh đổ các hình tượng ác tạc tê và chất đầy hài cốt tại chỗ nó đã đứng. Lại, người phá bàn thờ tại Bê Tên và nơi cao mà Jeroboam con trai Nê Bác đã lập, tức là người đó gây cho Israel phạm tội. Người phá bàn thờ ấy, thiêu đốt nơi cao và cán nghiền thành ra tro bụi, cũng thiêu đốt tượng ác tạc tê. Josiah xây lại chợt thấy những mồ mã ở trên núi. Người bèn sai lấy hài cốt ở trong những mồ mã ấy, rồi thiêu nó trên bàn thờ, làm cho bàn thờ bị ô uế, y như lời của Đức Giê-hô-va mà người của Đức Chúa Trời đã báo cáo trước. Đoạn vua hỏi rằng, Bia ta thấy đó là chi? Các người thành ấy đáp rằng, ấy là mồ mã của người Đức Chúa Trời ở Giu-đa đến báo cáo trước về những việc mà vua đã làm cho bàn thờ tại Bê-tên. Người tiếp, hãy để hai cốt ấy bình yên, chớ ai rời đi. Vậy, chúng chẳng rời hai cốt của người, cùng hai cốt của đấng tiên tri ở Samari mà ra. Yosia cũng dỡ hết thải chùa miễu của các nơi cao ở tại trong thành Samari mà các vua Israel đã lập đặng chọc giận Đức Giê-hô-va, phá hủy các nhà đó như đã làm trong Bê-tên người giết tại trên bàn thờ những thầy cả của các nơi cao và thiêu hài cốt ở trên. đoạn người trở về Jerusalem. Vua bèn truyền lệnh cho cả dân sự rằng hãy giữ lễ vượt qua cho Jehovah, đức Chúa trời của các ngươi, tùy theo các lời đã chép trong sách Giao ước. Trong lúc các quan xét đã xét đoán Israel hoặc trong đời các vua Israel và vua Juda, thật chẳng hề có giữ một lễ vượt qua nào giống như lễ vừa qua giữ cho Đức Giê-hô-va tại Jerusalem nhằm năm thứ 18 đời vua yosia a cũng trừ diệt những đồng cốt và thầy bói, những terra phim và hình tượng, cùng hết thảy sự gớm ghiếc thấy trong xứ juda và tại Jerusalem, đặng làm theo các lời luật pháp đã chép trong sách mà thầy tế lễ hình kia đã tìm đặng trong đền thờ của Đức Giê-hô-va trước Dô-si-a, chẳng có một vua nào hết lòng, hết ý, hết sức mình mà chiếu mến Đức Giê-hô-va, làm theo trọn vẹn luật pháp của Môi-se và sau người cũng chẳng có thấy ai giống như người nữa. Dù vậy, Đức Giê-hô-va không nguôi cơn giận nóng và mạnh mà Ngài nổi lên cùng giu vì cớ các tội trọng của Manase trêu chọc Ngài. Và Đức Giê-hô-va có phán rằng, ta sẽ cất giu khỏi mặt ta như ta đã cất Israel đi và ta sẽ trừ bỏ thành Jerusalem mà ta đã chọn và đền thờ mà ta phán về nó rằng danh ta sẽ ngự tại đó. Các chuyện khác của Josiah, những công việc người làm đều chép trong sử ký về các vua Juda. Trong đời Josiah, Pharaoh Neco, vua Ai Cập, đi lên sông Euphrates hãm đánh vua Assyri. Josiah bèn đi ngự người. Nhưng pharaoh vừa khi gặp người, bèn giết đi tại Megiddo. Từ Megiddo, các tôi tớ chở thay người trên xe về Jerusalem, rồi chôn người tại trong mồ mã người. Dân của xứ chọn Yo-a-cha, con trai Yo-si-a, sức dầu cho người, và tôn người lên làm vua thế cho cha người. Yo-a-cha được 23 tuổi khi lên làm vua, người cai trị 3 tháng tại Jerusalem mẹ người tên là Hamuta, con gái của Jeremy ở Libna. Người làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va, theo trọn gương của các tổ phụ mình đã làm. Pharaon Neco bắt giam người tại Ripla trong xứ Hamat hầu cho người không cai trị tại Jerusalem. Lại, người bắt xứ tiến cống một trăm ta lân bạc và một ta lân vàng. Đoạn Pharaon Neco lập Eliakim, con trai Yosia, làm vua thế cho Yosia cha người, và cải tên người là Jehoiakim. Còn Yoacha bị bắt làm phu tù tại Egypto và người qua đời tại đó. Jehoiakim nộp cho Pharaon những bạc và vàng ấy. Nhưng để lo cho có số tiền Pharaon đòi, thì người phải đánh thuế dân của xứ. Người định thuế vàng bạc mỗi người phải giữ đóng. Đoạn, người giao hết cho Pharaon Neco. Jehoiakim Kim được 25 tuổi khi lên làm vua và người cai trị 11 năm tại Jerusalem. Mẹ người tên là Sê-buộc-đa con gái Phedaya ở Ruma. Người làm điều ác tại trước mặt Đức Giê-hô-va, theo trọn gương các tổ phụ mình đã làm. Chương 24. Trong đời Jehoiakim trị vì, Nebuchadnezzar vua Babylon xâm lấy xứ. Jehoiakim thần phục người trong ba năm, rồi người đổi ý và phản nghịch với người. Đức Giê-hô-va khiến những quân canh đê, quân Syri, quân Moab và quân của dân Ammon đến đấu địch cùng Juda để hủy hại Juda, tùy theo lời Đức Giê-hô-va đã cậy miệng các tiên tri là tôi tớ ngài mà phán ra. Tai họa này hẳn xảy đến cho Juda bởi mạng lệnh của Đức Giê-hô-va đặng cất nước Juda khỏi trước mặt mình vì cớ các tội lỗi Manasseh theo các điều người đã làm lại cũng tại cớ huyết vô tội mà người đổ ra vì người đã làm cho Jerusalem đầy huyết vô tội thì Đức Giê-hô-va không khứng tha thứ người các chuyện khác của giê hô kim những công việc người đều chép trong sử ký về các vua Judah. Giê-hô-gia-kim an giấc cùng các tổ phụ mình và Jehoiakim con trai người làm vua thế cho người. Và vua Ai Cập không dám ra khỏi xứ mình nữa, bởi vì vua Babylon đã chiếm lấy xứ thuộc về vua Ai Cập từ khe Ai Cập cho đến sông Euphrates. Jehoiakim được 18 tuổi khi lên làm vua. Người cai trị 3 tháng tại Jerusalem mẹ người tên là Nehuta, con gái của Enathan ở Jerusalem. Jehoiakim làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va và theo trọn các gương của cha mình. Trong lúc đó, các quân lính Nebuchadnezzar vua Babylon đi lên vây thành Jerusalem. Nebuchadnezzar là vua Babylon cũng đến trước thành. Trong lúc các quân lính người vây thành, Jehoiakim, vua Juda, bèn cùng mẹ mình, các tôi tớ mình, các quan tướng và các hoạn quan mình đi ra đầu hàng vua Babylon. Vua Babylon bắt người nhằm năm thứ tám triều mình. Y như lời Đức Giê-hô-va đã phán, người lấy hết thảy những bửu vật của đền Đức Giê-hô-va và những bửu vật của cung vua, đập bể các khí dụng bằng vàng mà Salomon vua Israel đã làm cho đền thờ của Đức Giê-hô-va người dẫn đi cả dân Jerusalem, hết thảy những quan tướng và những lính chiến mạnh mẽ, số là một muôn người, lại cũng bắt hết thảy các thợ mộc và thợ rèn, chỉ còn lại những thường dân của xứ. Vậy người đem Jehoiakim đến Babylon, lại bắt đem đến Babylon thái hậu, hoàng hậu, các hoạn quan, những người sang trọng của xứ, luôn với những người chiến sĩ, số là bảy ngàn người các thợ mộc và thợ rèn, số là một ngàn người. Cả thảy đều là người mạnh dạng có tài chiến trận. Đó là những người mà vua Babylon bắt qua Babylon làm phu tù. Vua Babylon lập Mathania, cậu của Jehoiakim, làm vua thế cho người, đổi tên cho là Sedekia. kia được 21 tuổi khi lên làm vua và người cai trị 11 năm tại Jerusalem mẹ người tên là Hamuta, con gái của Jeremy ở Lipna, Người làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va và theo trọn các hương của Giê-hô-gia Kim. Bởi cơn giận của Đức Giê-hô-va nổi lên, nên Ngài giáng trên Jerusalem và Juda những tai họa này, cho đến đổi Ngài trừ bỏ chúng nó khỏi trước mặt Ngài. Sê-đê-kia bèn phản nghịch vua Babylon. Chương 25 năm thứ 9 đời Sê-đê-kia, ngày mùng 1 tháng 10, Nebuchadnezzar vua Babylon cùng cả đạo quân người đến hãm đánh Jerusalem. Người hạ trại trước thành và đắp lũy vây chung quanh thành. Sự vây thành lâu dài cho đến năm thứ 11 đời Sê-đê-kia. Ngày mùng 9 tháng 4, có sự đói kém lớn trong thành, dân sự không có bánh. Bây giờ, quân canh đê làm lũng một lỗ nơi vách tường thành đoạn hết thảy quân lính đang ban đêm đều chạy trốn bởi cửa ở giữa hai vách thành gần vườn vua đang khi quân canh đê vây thành thì vua chạy trốn theo đường đồng bằng đạo quân canh đê bèn đuổi theo vua và theo kịp người tại trong đồng bằng jericho cả cơ binh người đều tản lạc và bỏ người quân canh đê bắt vua dẫn đến vua Babylon ở Ripla. Tại đó, chúng nó xét đoán người. Chúng nó giết các con trai kia trước mặt người. Đoạn, chúng nó móc mắt kia xiềng người bằng xích đồng, rồi dẫn người đến Babylon. Ngày mồng 7 tháng 5, năm thứ 19 đời Nebuchadnezzar vua Babylon, quan thị vệ Nebuchadnezzar, tôi tớ của vua Babylon đến Jerusalem người thiêu đốt đền thờ Đức Giê-hô-va, cung của vua và mọi nhà trong thành Giê-ru-sa-lem, thiêu đốt luôn các nhà của người sang trọng. Đoạn đạo quân canh đê, vâng lĩnh quan thị vệ, phá đổ vách thành chung quanh Giê-ru-sa-lem. Quan thị vệ Nebu-sa-ra-đan, bắt dân cư còn sót lại trong thành, luôn với những kẻ hàng đầu vua Babylon và đám dân còn lại khác mà dẫn đi làm phu tù quan thị vệ chỉ chừa lại trong xứ những người nghèo khổ hơn hết, đặng trồng nho và làm ruộng. Quân canh đê đập bể những trụ đồng, tán đồng và cái biển bằng đồng ở trong đền thờ của Đức Giê-hô-va, rồi đem đồng ấy về Babylon. Chúng nó cũng đem đi những nồi đồng, vá, dao, chén và hết thảy những khí dụng bằng đồng dùng vào việc thờ phượng. Lại quan thị vệ ấy đem đi những lư hương, chậu và các vật bằng vàng, bạc. Còn hai cây trụ, cái biển đồng và các miếng tán mà Salomon đã làm cho đền thờ của Đức Giê-hô-va thì không thể cân được đồng của các vật ấy. Mỗi cây trụ có 18 thước bề cao, trên trụ có đầu đồng 3 thước bề cao, có bao quanh lưới và trái lựu cũng bằng đồng. Cây thứ nhì trang sức lưới giống như cây trước. Quan thị vệ bắt thầy tế lễ thượng phẩm Seraya thầy phó tế lễ Sophoni và ba người canh giữ cửa đền thờ. Lại bắt trong thành một khoản quan coi các chiến sĩ, năm người trong các cận thần vua, thơ ký của quan tổng binh lo chiêu mộ binh lính của xứ, luôn với 60 người của xứ cũng ở trong thành. Quan thị vệ Nebusaradan bắt dẫn hết thảy những người ấy đến vua Babylon tại Ripla. Vua Babylon khiến giết chúng nó tại Ripla trong xứ Hamat. Như vậy, dân Juda bị bắt đem đi khỏi xứ mình. Còn về dân sự mà Nebuchadnezzar đã chừa lại trong xứ Juda, thì vua Babylon đặt Gedalia, con trai Ahikam, cháu sa làm quan tổng đốc. Khi các quan tướng, tức là Ismael, con trai Nethania, Johanan, con trai Kareat, Seraya, con trai Tanhumet ở Netophat và Yaasania, con trai của Makathit và những quân lính họ đều hay rằng vua Babylon đã đặt Gedalia làm quan tổng đốc. Thì họ bèn đi đến người tại đa Gedalia thề với chúng và với quân lính của chúng rằng chớ sợ những tôi tớ của canh đê. Hãy ở trong xứ thần phục vua Babylon thì các ngươi sẽ được bình an. Nhưng tháng bảy Ismael, con trai Nethania, cháu Elisama về dòng dõi vua, đến tại Mít có 10 người đi theo, đánh Gedalia và giết người luôn với người Juda và người Canh Đê ở với người. Cả dân sự, từ nhỏ đến lớn và những quan tướng bèn chổi dậy, đi đến xứ Egypto bởi vì sợ người Canh Đê báo thù. Năm thứ 37, từ khi Jehoiakim vua Juda phải giam, ngày 27 tháng 12, Evin Merodach, vua Babylon, năm đầu tức vị, tha cho Jehoiakim vua Juda ra khỏi ngục. Người nói với Jehoiakim lời hòa nhã và đặt ngôi người cao hơn ngôi các vua đồng với người tại Babylon. Người biểu lột áo tù của Jehoiakim và cho người ăn đồng bàn với mình trọn đời người. Lại trọn đời người, vua hàng ngày lo phù cấp lương thực cho người.